Lúc đầu ta phi thăng đúng là tại chân tiên giới Bắc Hàn Tiên vực, về sau xảy ra rất nhiều chuyện mới đi đến ma vực. Hàn Lập gật đầu nói, tuy thời gian ta phi thăng ma vực không dài nhưng cũng biết tiên vực cùng ma vực chính là kẻ thù một mất một còn, ta rất muốn biết làm sao ngươi lại đi cùng hoàng tử giả Dương Vương triều, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ a. À. Tử Linh mở chừng hai mắt hỏi, chuyện này nói ra dài lắm, năm đó ta phi thăng đến Bắc Hàn Tiên vực, sau đó gặp cường địch bị trọng thương mất trí nhớ, lưu lạc xuống linh hoàn giới khó khăn lắm mới khôi phục tu vi, trở về chân tiên giới. Về sau ta đi hắc hà thủy cung tìm ngươi, biết ngươi bị người ép vào tích lân không cảnh, liền tiến nhập tích lân không cảnh. Trời không phụ lòng người, rốt cuộc để ta tìm được ngươi. Hàn lập nhẹ nhàng kể lại sự tình trải qua mấy năm này, ngoại trừ các việc không tiện nói như trưởng thiên bình. Và các sự tình ngoài lề ra thì đều không giấu giếm tử linh, nói qua một lượt. Tử linh nghe được những trải nghiệm gian khổ, vô cùng ly kỳ của Hàn lập, thần sắc biến đổi liên tục, Mặc dù tính cách nàng kiên nghị, quyết đoán nhưng trái tim cũng không tự chủ được mà thấp thỏm lên theo lời kể của Hàn Lập. Đặc biệt là khi nghe Hàn Lập vì tìm mình mà chịu dấn thân nguy hiểm tiến vào tích lân không cảnh, trong lòng nàng rất cảm động. Sau đó thật lâu rốt cuộc Hàn Lập cũng nói xong, Từ Linh nhìn vào hư không trước mắt, suy nghĩ xuất thần. Tuy ta đã sớm biết rằng ngươi là người có đại thần thông, đại tạo hóa, bản lĩnh mạnh mẽ vượt xa khả năng ta có thể dự đoán, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được những năm này lại trải qua nhiều sự tình như vậy hơn nữa tu vi tăng mạnh đến thái ất cảnh thời gian qua khẳng định ngươi chịu không biết bao nhiêu gian khổ a à. tử linh thở dài u sầu nói ra có gặp một ít nguy hiểm nhưng nếu đã vượt qua rồi thì không tính đến hơn nữa nếu không gặp nhiều hiểm cảnh thì tu vi của ta cũng không thể tăng nhanh như vậy cái này gọi là trong họ có phúc a à. hàn lập cười lơ đễnh nói ngươi suy nghĩ thật thoáng nhưng mà tiếp theo ngươi có tính toán gì không tử linh cười cười không có phản bác lại hỏi sang chuyện khác Lúc trước ta đã đáp ứng giải đạo hữu ở đây thủ hộ, chờ giải đạo hữu khôi phục triệt để, sau đó ta sẽ rời khỏi Tích Lân Không Cảnh, nghĩ biện pháp trở về chân tiên giới." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, "Giải đạo hữu có biện pháp có thể ly khai Tích Lân Không Cảnh." Tử Linh khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, "Ha ha, Tử Linh đạo hữu yên tâm, chờ ta khôi phục hoàn toàn, liền có thể huy động bản nguyên chi lực của Tích Lân Không Cảnh, truyền tống hai người ra bên ngoài, cho đôi vợ chồng son các ngươi sớm thoát ly mảnh đất hung hiểm này." thanh âm giải đạo nhân đột ngột vang lên cười to nói tử linh nghe được lời này khuôn mặt đỏ ửng lên tử linh người vừa mới phi thăng ma vực tu vi không mạnh sau này đi cùng ta đến chân tiên giới chỉ cần có đầy đủ ma nguyên thạch tại chân tiên giới cũng có thể tu luyện hàn lập nhìn tử linh tựa hồ đã hạ quyết tâm ngữ khí ngưng trọng nói tử linh nghe xong trầm mặc xuống nhất thời không nói gì hàn lập hiểu rõ tính cách của nàng đương nhiên không có dục chỉ lẳng lặng đứng chờ Hàn Huynh, ta có một vấn đề giấu ở trong lòng đã lâu, giờ muốn hỏi ngươi một chút. Tử Linh chỉ im lặng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng cứ nói, Hàn Lập khẽ giật mình, gật đầu nói. Trong lòng Hàn Huynh, ta với Nam Cung tỷ tỷ, Huynh dành tình cảm cho ai nhiều hơn. Tử Linh nhìn thẳng vào mắt Hàn Lập, ánh mắt sáng lên hỏi. Tử Linh, sao ngươi lại hỏi như vậy, ngươi cùng Uyển Nhi đều là người mà ta quan tâm nhất. Hàn Lập nghe xong, cả người sững sờ một hồi lâu, rồi mới gượng cười nói ra tử linh nhìn thẳng vào mắt hàn lập làm cho hắn xuất hiện cảm giác không thể đối mặt được tuy nàng thấy trên mặt hàn lập không biểu lộ gì nhưng sâu trong đôi mắt dịu dàng của nàng lại hiện ra vẻ cô đơn rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh đàn ông các người đúng là lòng tham không đáy điểm này không liên quan gì đến tu vi cao hay thấp cả tử linh thì thào một tiếng một lần nữa im lặng hàn lập nhìn tử linh trong lòng khẽ thở dài một tiếng ta trước kia chưa bao giờ có ý nghĩ phụ thuộc người khác sau này cũng vậy. Ta cũng giống người tự mình tu luyện, tự bản thân sông pha giữa trời đất. Huống chi tu vì người tùy mạnh nhưng địch nhân cũng không yếu, ta đi theo chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho ngươi mà thôi, tốt nhất là ở lại ma vực, hoàn cảnh nơi này thích hợp với ta. Tử Linh im lặng rất lâu rồi nói, người quả nhiên không thay đổi, tính cách vẫn giống như trước, vậy sau này có dự định gì không? Hàn Lập nghe xong, cười khổ hỏi, thiên tư của ta bình thường, tu luyện không thể so sánh với Hàn Huynh nhưng mà ta cảm thấy mình thích hợp với khối lỗi chi đạo, cho nên định đi theo sa tâm thành chủ nghiên cứu khôi lỗi chi thuật. Chờ sau khi giải đạo hữu khôi phục hoàn toàn, ta sẽ rời khỏi nơi đây, đến ma vực tu luyện. Tử Linh trầm ngâm một chút nói ra, người tính toán như vậy cũng tốt, ta cũng không miễn cưỡng nữa, ở đây ta có một số vật có thể trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của ngươi sau này, hãy nhận lấy. Hàn Lập nói xong, lấy ra mấy khối ngọc giản, phục chế công pháp thiên sát chấn ngục công trong pho tượng thứ nhất và hai môn công pháp ma tộc thích hợp cho tử linh tu luyện vào mấy khối ngọc giản kia, giao cho tử linh. chương 985, gặp lại đã biệt ly. Những vật hàn lập đưa, tử linh không cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản dò xét một chút, gương mặt xinh đẹp liền biến đổi. Mặc dù tu vi nàng không cao nhưng đã ở hắc hà thủy cung một thời gian, lại trải qua khôi thành, nên kiến thức cũng không tầm thường. Công pháp trên những ngọc giản này cực kỳ chân quý, bất kỳ một cái nào lưu truyền ra ngoài đều sẽ bị vô số người tranh đoạt đến vỡ đầu sứt chán. Người tu luyện khôi lỗi chi tâm của khôi thành đã đến cảnh giới khá cao nhưng nếu luận về rèn luyện thần thức, nhìn chung các đại giới vực, bất kỳ công pháp nào cũng không thể so sánh nổi với luyện thần thuật, nếu có thể tu thành, sẽ rất có ích với khôi chi thuật của ngươi, chỉ là công pháp này tồn tại không nhỏ tai hại, ta đều đã ghi chép trong ngọc giản, lựa chọn thế nào, ngươi hãy tự mình quyết định. Còn về thiên sát chấn ngục công đừng buông lỏng tu luyện, ngày sau giờ thích lân không cảnh, vẫn phải lấy tu vi luận thắng thua, trước đả thông huyền khiếu, sau trùng kích tiên khiếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn lập dặn dò kỹ, ta hiểu rồi, tử linh gật gật đầu, cất kỹ những ngọc giản này vào trong người. Về phần hai môn công pháp kia, ta lấy được từ một vị ma tộc đại la, hiện tại mặc dù không tu luyện được nhưng có chút phù hợp với thể chất của ngươi, lưu lại sau này hãy tính. Còn hai môn công pháp trước hiện tại đã có thể tu luyện, nhất là trong tích lân không cảnh này tinh thần chi lực rất nồng đập, là nơi tuyệt hảo tu luyện thiên sát chấn ngục công, ngươi cứ ở lại nơi đây cùng ta thủ hộ giải đạo hiếu, thuận tiện ta có thể chỉ điểm ngươi một hai. Hàn Lập còn nói thêm, không được, ta dự định trước về bên cạnh xa thành chủ, khôi chi thuật của ta còn chưa đạt tới cảnh giới tinh thâm, cần nàng tiếp tục chỉ điểm mới có thể tinh tiến, nếu không cố gắng lúc trước đều uổng phí. Về công pháp của ngươi cho ta, ta sẽ tự an bài thích đáng. Ngoài ra, ta sẽ tự chiếu cố tốt chính mình, ngươi không cần lo lắng. Tử Linh rời ánh mắt đi, từ tốn nói. Vậy vật này ngươi cũng cất kỹ, đây là lúc trước ta đoạt được từ trong tay một người khôi thành các ngươi, uy lực không tệ, mà vật này chính ta cho ngươi, xa tâm kia cho dù biết, cũng không dám nói gì, ngươi cứ giữ lại phòng thân. Hàn lập lại lấy ra một viên cầu màu vàng đưa cho tử linh, chính là bộ khôi lỗi kim dực kiêu kia. Kim dực kiêu, tử linh nhìn thấy viên cầu màu vàng, đôi mắt đẹp bỗng nhúc nhích nhưng cũng không cự tuyệt, nhận lấy kim cầu cất kỹ. Ngươi cho ta nhiều đồ như vậy, Ta không thể không báo đáp, đáp lễ cho ngươi là một phần quà nhỏ này." Nàng hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một vật đưa tới. Hàn Lập tiếp nhận vật kia, đó là một ngọc bội màu xanh lá, trong suốt như nước, nhìn chất liệu bất phàm. Chỉ là khối ngọc bội này không nguyên vẹn, nhìn tựa hồ chỉ có một nửa, mà ngay chỗ gãy lại không đều, tựa hồ bị người dùng lực bẻ gãy. Trong ngọc bội hiện ra một đoàn quang ảnh, mơ hồ hiện ra hình ảnh một người. "Tử Linh, cái này." Hàn Lập hơi biến sắc, ngẩng đầu nhìn Tử Linh. Chuyện này, người không cần quản nhiều, chính ta sẽ xử lý tốt, hôm nay nói chuyện cùng ngươi tới đây thôi. Tử Linh từ tốn nói, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy vẻ kiên định. Vừa dứt lời, nàng quay người đi ra bên ngoài, Hàn Lập tiến lên trước một bước, tựa hồ muốn đưa tay giữ lại nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, nhìn ngọc bội trong tay, thở dài. Tử Linh rất mau rời không gian dưới đất, đi ra phía ngoài. Cửa vào bên ngoài, giờ phút này thình lình đứng một đám người, ngoại trừ bọn người xa tâm, lục hoa phu nhân, giờ thì chắc qua, hắc đại, hắc nhị cũng đã đến nơi đây, vây quanh bên cạnh sa tâm. thành chủ, tử linh đi tới bên cạnh sa tâm, ven áo thi lễ. tử linh, người ra đây làm gì? tình huống chủ nhân ở bên trong như thế nào? sa tâm lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đỡ tử linh. vị tiền bối kia giờ phút này còn đang khôi phục, ta nói chuyện với lệ đạo hữu một chút, xong liền đi ra. tử linh bình tĩnh nói, tử linh, trước ta phong ấn thần hồn của ngươi, tuy nói là vì khôi thành nhưng nghĩ lại quả thật có chút không chu toàn mong rằng ngươi không nên trách sa tâm chậm rãi gật đầu kéo tay tử linh có chút áy náy nói thành chủ không cần thiết nói như thế thuộc hạ đều hiểu tử linh nói ra ngươi sau này có tính toán gì không sa tâm nghe vậy đáy lòng âm thầm buông lỏng sau đó hỏi thuộc hạ nguyện ý tiếp tục đi theo thành chủ tử linh kiên định nói ra trong động quật dưới mặt đất sau khi tử linh rời đi trên huyết hồ bỗng nhiên cuốn lên một cơn lốc xoáy Tấm tinh thạch màu máu kia lập tức trầm xuống phía dưới, Hàn Lập đứng ở bên cạnh nên cùng bị hút vào trong đó, chìm dưới huyết hồ. Phía dưới huyết hồ, một pháp trận lóe lên hào quang. Ngay sau đó, Hàn Lập và Giải Đạo Nhân cùng xuất hiện ở trong một tòa đại điện thủy tinh có diện tích khá lớn. Bốn vách tường đại điện thông thấu hoàn mỹ, hiện ra màu tinh hồng nhàn nhạt, phía trên hiện đầy các phù văn, nhìn tựa như là một cố quan tài thủy tinh cỡ lớn. Tấm tinh thạch màu máu chứa bộ thánh Hải Giải Đạo Nhân kia vừa vặn khảm với một bệ đá cao nửa người ở trên mặt đất giữa chúng có đường vân liên kết lẫn nhau nhìn như thành một khối trong đại điện thủy tinh trên mặt đất còn có ba cái rãnh vòng tròn bên trong cũng minh khắc đầy phù văn phức tạp cả tòa đại điện nhìn giống như là một tòa pháp trận tinh thần to lớn hàn lập liếc mắt qua lông mày không khỏi hơi nhíu lại bất thình lình phát hiện thi thể ách quái nằm trong một cái rãnh hình tròn cách đó không xa hàn đạo hữu Bây giờ mặc dù ta đã tương hợp cùng bộ di hài này nhưng muốn nói đã phục sinh, còn xa xa chưa tới. Bây giờ ta cần ở đây tính dưỡng thật tốt, đạt tới chân chính phục sinh. Như trước kia đã nói, ta còn cần ngươi thủ hộ giúp ta một đoạn thời gian. Thánh hài trên tấm tinh thạch màu máu kia bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vì sao là ta, mà không phải xa tâm, nàng không phải là thuộc hạ của ngươi sao? Tựa hồ những năm này mười phần trung tâm với ngươi, vẫn luôn muốn phục sinh ngươi. Hàn lập nhướng mày, hỏi. Ách quái năm đó cũng là thuộc hạ tâm phúc của ta, phụng mệnh thủ hộ cho ta nơi đây, kết quả là. Hắn không phải đã cấu kết cùng ma chủ, cơ hồ hủy hoại thích lân không cảnh này chỉ trong chốc lát. Bây giờ người ta tin tưởng, chỉ có một mình hàn đạo hữu ngươi. Giải đạo nhân lắc đầu, nói ra, ta có một chuyện không rõ, ngươi cùng ma chủ rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao hắn muốn sát hại ngươi. Hàn lập lại hỏi, việc này, nói rất dài dòng, vẫn là chờ ta triệt để khôi phục, sau đó sẽ nói rõ với ngươi. Ở bên trái và bên phải lạc tinh tinh cung này đều có một tòa thiên điện, một tòa là nơi trước kia ta nghiên cứu huyền tu và khôi lỗi thuật, trong đó vẫn còn lưu trữ điển tịch tư liệu đều được bảo tồn, không bị phá hủy gì, người có thể tự do xem. Còn tòa kia là nơi năm đó ta tu luyện hàng ngày, người cũng có thể bế quan ở trong đó. Giải đạo nhân hơi trần chờ tiếp tục nói, Hàn Lập cũng không hỏi tới nữa, gật đầu đáp ứng. Sau một lát, một chỗ pháp trận hình tròn phía trên thủy tinh cung sáng lên một đạo quang mang tinh thần, ngay sau đó liền như đốm lửa lan trên đồng cỏ trong nháy mắt đốt cả tòa pháp trận trên bốn vách tường và mặt đất thủy tinh cung đồng thời đại phóng tinh quang tựa như nổi lên một đạo tinh hà minh mông tinh thần chi lực bàng bạc không gì sánh được từ bốn phương tám hướng hội tụ tới tất cả đường vân trên tinh thạch màu máu và cả bệ đá phía dưới đều phát sáng lên một tầng sáng mông lung lập tức từ đó tụ lại hóa thành một tầng kết giới huyết sắc bao phủ thân thể thánh hải giải đạo nhân vào trong đó Cùng lúc đó, trong các rãnh tròn trên mặt đất của cung điện thủy tinh bắt đầu vang lên tiếng nước chảy róc rách. Từng luồng huyết thủy ẩn chứa khí huyết chi lực tinh thuần không biết từ nơi nào chảy vào, tràn đầy ba rãnh tròn, tụ tập về phía tòa bệ đá huyết sắc ở chính giữa kia. Hàn Lập có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng tràn đầy trong huyết thủy đang dung nhập vào bộ thân thể kia. Đúng lúc này, phanh một tiếng dị hưởng truyền đến, Hàn Lập rời mắt nhìn qua, liền phát hiện bên trong rãnh kia, thân thể ách quái đột nhiên vỡ ra, khối khối huyết nhục và cả xương cốt bị một cỗ lực lượng kỳ dị ép sát vào rãnh máu. Dưới sự ăn mòn không ngừng của huyết thủy, huyết nhục của lão bắt đầu nhanh chóng tan rã, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan. Tất cả lực lượng trên thi thể đều biến thành khí huyết chi lực tinh thuần không gì sánh được, dung nhập vào trong cả tòa đại trận. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập chợt thấy trái tim mình run lên kịch liệt, sắc mặt biến thành ửng hồng. Thân sắc hắn hơi đổi, yên lặng vận chuyển tinh thần lực trong cơ thể, quay người đi tới hướng thiên điện bên phải, Hàn lập xuyên qua một cửa tinh thạch, tiến vào trong thiên điện, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, huyết dịch trong cơ thể hắn đang chảy cuồn cuộn trong huyết mạch không ngừng, tất cả máu tươi giống như sôi trào lên, da thịt bên ngoài thân cũng giống như bị thiêu đốt, từng tầng từng tầng nhiệt khí nóng bỏng màu hồng phấn từ trong lỗ chân lông không ngừng bốc ra ngoài. Các loại chân linh huyết mạch như sơn nhạc cửa viên, lôi bằng, chân long bắt đầu bạo động trong cơ thể, lại mơ hồ có vẻ áp chế không nổi, nhào nhao có xu thế bạo thể ra. Hàn Lập lập tức vận chuyển thiên sát chấn ngục công, điều động tinh thần lực toàn thân, ý đồ áp chế nó xuống. Kết quả, không vận chuyển còn tốt, lúc này vừa mới vận chuyển, chân linh huyết mạch trong cơ thể lập tức giống như bị rót vào một thứ linh dược cường hóa, càng trở nên cuồng bạo, khiến cho xương cốt Hàn Lập cũng bắt đầu phát ra trận trận thanh âm đi đùng. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Hàn Lập yên lặng, kinh ngạc không gì sánh được. Hắn suy nghĩ một phen, lúc này mới nhớ tới, lúc trước đối chiến với ách quái đã vận chuyển thiên sát chấn ngục công, mới khiến cho uy lực chân linh huyết mạch vận chuyển đại thịnh, có thể thấy được giữa hai thứ này hoàn toàn có công dụng tương hỗ với nhau. Chỉ là giờ phút này chân linh huyết mạch phát sinh phản phệ, lại được kích thích thêm như thế, tự nhiên là hậu quả hoàn toàn trái ngược. Sau khi Hàn Lập kinh hãi, vội vàng ngừng vận chuyển công pháp, chỉ lấy tâm thần tác động lên tinh thần lực trong cơ thể, phân tán đến các vị trí cơ thể, trợ giúp đè áp khí huyết cuồng bạo trong cơ thể. Dòng dã hai canh giờ sau, chân linh huyết mạch phản vệ cuồng bạo trong cơ thể Hàn Lập mới dần dần yên tĩnh lại, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một cái, trên mặt vẫn còn mang theo chút khí huyết ửng hồng vừa mới hết. Không ngờ chân linh huyết mạch lại phản vệ ở thời điểm này, về sau thật là phiền toái. Hàn Lập thở dài một hơi, nói xong, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy chính giữa tòa đại điện này đặt từng giá sách cao hơn một trượng, tổng cộng 8 hàng, tụ lại chỉnh tề trong đại điện, phía trên đặt đầy các loại điển tịch. Tại chính giữa cung điện kia, trưng bày một tòa thủy tinh linh lung tháp, chỉ cao hơn một trường, có tám góc chín tầng, bốn phía tỏa sáng linh quang, nhìn hoa mỹ đến cực điểm. mươi 986, trầm tâm tĩnh khí, Hàn Lập đi xuyên qua tầng tầng giá sách bạch ngọc, tới phía trước xem xét, mới phát hiện phía trên tòa thủy tinh linh lung tháp này không có khắc họa phù văn, cũng không phải là tiên gia pháp bảo gì mà chỉ là một tòa tháp đựng đồ có tạo hình độc đáo. Bên trong thủy tinh linh lung tháp, mỗi một tầng đều phân ra tám khoang, trong mỗi một khoang đều trưng bày rất nhiều ngọc giản và giấy lụa. Trong đó, tầng dưới cùng có không gian lớn nhất, chứa nhiều đồ nhất, đại đa số là quyển trục và sách, xếp chồng lên nhau dày đặc, ước chừng mỗi khoang cũng hơn trăm quyển. Càng lên cao, các tầng của linh lung tháp càng nhỏ lại, tài liệu bên trong cũng ít đi, đến tầng cao nhất thì chỉ còn có tám khối ngọc giản nằm giải rác mà thôi. Có lời nói trước đó của giải đạo nhân, Hàn Lập không cố kỵ gì, tiện tay lấy xuống một cái ngọc giản, sau đó đưa lên mi tâm xem xét. Sau một lát, hắn buông ngọc giản trong tay xuống, thần sắc trên mặt hơi đổi. Trong khối ngọc giản kia ghi chép một công pháp luyện chế khôi lỗi, tên là Bách Luyện Thành Khôi, Hàn Lập chỉ mới xem qua một lần, trong lòng đã cảm thấy rất kinh ngạc. Bên trong, chỉ riêng phần nói về tài liệu luyện chế khôi lỗi đã trình bày và phân tích ba yếu tố riêng biệt thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng những có đầy đủ luận chứng chỉ rõ tài liệu sinh ra ở những nơi khác nhau thì sẽ luyện chế ra khôi lỗi có tính chất khác nhau, còn ghi lại cả luyện chế khôi lỗi trong hoàn cảnh thiên thời nào sẽ ảnh hưởng quan trọng tới thuộc tính khôi lỗi. Chỉ có điều, hiện tại Hàn Lập Tâm không ở vấn đề này, hắn cần hơn là tham khảo các điển tịch về huyền tu để thử xem có tìm được công pháp có thể khắc chế hoặc giải quyết tình trạng chân linh huyết mạch cắn trả trong cơ thể. Thế là hắn bỏ công pháp bách luyện thành khôi xuống, tiếp tục cầm lấy ngọc giản khác đặt lên mi tâm xem xét. Chớp mắt, đã trôi qua 7 ngày, bên trong đại điện, Hàn Lập ngồi khoanh chân, giữa lưng vào cột, trong tay cầm một quyển trục tên là Tinh Nguyên Luyện Huyết Thuật, cẩn thận xem xét. Nội dung công pháp trong quyển trục kia có chút độc đáo, so với luyện thể chi thuật của huyền tu bình thường về rèn luyện thể phách, nhục thân, thậm chí huyết nhục xương cốt đều có chỗ khác biệt. Nó đưa ra phương pháp táo bạo dùng tinh thần chi lực để tẩy luyện huyết dịch. Sau khi tu luyện công pháp này, huyết dịch trong thân thể huyền tu được rèn luyện có thể ẩn chứa bên trong đại lượng tinh thần chi lực, khi đấu pháp cùng người khác huyết dịch từ vết thương chảy ra có thể dùng làm thủ đoạn công kích, có hiệu quả bất ngờ rất cao. Mặt khác, huyết dịch của người tu luyện công pháp này ẩn chứa rất nhiều năng lượng nên tại thời điểm vận dụng bí thuật nhiên huyết sẽ kích phát lực lượng khủng bố hơn bình thường rất nhiều. Nhưng mà tu luyện phương pháp này rất khó khăn, trong quá trình tu luyện phải dẫn dắt tinh thần chi lực quán chú huyết dịch, nên phải chịu đựng những thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, và lại còn rất nguy hiểm. Bởi vì huyết dịch theo mạch máu đi khắp cơ thể, trên đường trải qua trung tâm đan điền và các bộ phận quan trọng, một khi khống chế không tốt, để tinh thần chi lực trong máu mất kiểm soát thì 10 phần chết chắc rồi. Nhưng mà sau khi xem xong, Hàn Lập cũng chỉ tán thưởng một phen chứ không có tu luyện, bởi vì bên trong quyển trục ghi rõ công pháp này không thích hợp cho người có huyết mạch đặc thù tu luyện. Lý do vì những người có máu huyết càng mạnh mẽ thì càng khó khống chế nó dung hợp với tinh thần chi lực, huyết mạch của Hàn Lập đã thập phần hỗn tạp, nếu còn tu luyện phương pháp này thì khác gì đổ dầu vào lửa, tự tìm đường chết. Nhưng trong bộ công pháp kia Hàn Lập cũng tìm được vài chỗ có thể tham khảo, trong đó có ghi vài thủ đoạn khai thông huyết dịch và phương pháp bình ổn tinh thần chi lực bạo động rất hữu dụng. Chỉ là tu luyện như thế nào Hàn Lập còn phải xem xét cẩn thận lại, để từ đó tách ra các phương pháp hữu ích sử dụng cho bản thân. Sau nửa ngày, hắn chậm rãi cuốn quyển trục lại, xoa nhẹ chỗ đau trên mi tâm, từ từ đứng lên, để quyển trục lại trên tháp thủy tinh. Suốt thời gian này, hắn đã đọc hết tất cả điển tịch trên thủy tinh lung linh tháp nhưng mà lại không tìm được nhiều tin tức hữu dụng. Cho dù là quyền tinh nguyên luyện huyết thuật vừa rồi cũng chỉ có công dụng phụ trợ, không thể giải quyết triệt để nguy cơ của hắn được. Nhưng tốt xấu gì cũng tìm được vài phương pháp hòa hoãn, Hàn Lập dự định tu luyện thử một phen, hắn quay người ra khỏi gian đại điện này, đi đến một tòa đại điện khác. Lúc Hàn Lập đi qua đại trận tinh thần đang vận chuyển ở tòa đại điện trung tâm, hắn nhìn thấy cơ thể giải đạo nhân trong trận được một tầng huyết sắc tinh quang bao phủ hoàn toàn. Từng tia sáng lóe lên che kín thân hình giải đạo nhân, không thể nhìn rõ bên trong hắn không dừng lại lâu chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng rời đi vừa mới tiến vào một tòa đại điện khác hàn lập cảm thấy cơ thể đụng vào một bức tường khí quanh thân như có một dòng nước ấm bao phủ rất dễ chịu thoải mái hắn nhìn bốn phía xung quanh tra xét một lượt phát hiện cả đại điện khắc họa đầy phù văn từ trên nóc đại điện đến dưới mặt đất đều có các đồ án tinh thần chấp động liên tục bên trong có đạo đạo ngân hà bạch quang lưu chuyển như sóng nước nhìn vô cùng rực rỡ tươi đẹp không hổ danh từng là nơi bế quan của giải đạo nhân tinh thần chi lực ở đây thật nồng đậm. Hàn lập thấy vậy, không nhịn được, cảm thán nói. Nói xong, hắn đi đến tòa bồ đoàn hình đài sen chính giữa đại điện, khoanh chân ngồi xuống. Dưới mông hàn lập liền sáng lên một vầng sáng màu trắng, giống như đang ngồi trên đệm bông, rất dễ chịu. Sau khi ngồi vào chỗ, hắn nhắm mắt điều thức một lát, trong đầu nhớ lại công pháp tinh nguyên luyện huyết thuật vừa xem nhưng chưa tu luyện ngay. Hắn không quan tâm làm thế nào dẫn dắt tinh thần chi lực nhập thể ngưng luyện huyết dịch, mà chỉ chọn nội dung nói về phương pháp bình ổn tinh thần chi lực. Trong công pháp nhấn mạnh, tinh thần chi lực cuồng bạo không hề kém chân linh huyết mạch, một khi bạo động lên đều không thể khống chế được, một mặt thì thiêu đốt tinh huyết, một mặt thì sẽ tàn phá mạch quản, khiến cho thân thể nổ tung. Hàn Lập tự phụ thân thể cường đại, ở mức độ nào đó có thể tránh được kết cục bạo thể mà chết nhưng lại khó có thể tránh khỏi huyết dịch bị thiêu đốt hoàn toàn khiến cho toàn thân khô kiệt mà chết. Suy nghĩ một lúc lâu, Hàn Lập dựa theo khẩu quyết trong công pháp bấm niệm vận công pháp quyết, yên lặng tu luyện. Thấm thoát đã hơn 8 năm trôi qua, bế quan trong đại điện, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên bồ đoàn đài sen, da thịt toàn thân xuất hiện màu huyết hồng, sương mù màu hồng bốc lên trên thân mùn mụt, giống như suối nước nóng, mờ mịt cả căn phòng. Hai mắt hắn đỏ như máu nhưng sâu trong mắt lại có thần quang trầm tĩnh, không bối rối một chút nào. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết cổ quái, miệng vang lên thanh âm ngâm tụng, thân hình nghiêng sang bên phải, một tay chống đầu, một chân gác lên, tạo thành tư thế giống như Đức Phật nằm ngủ say. Dựa theo tư thế này, tinh thần chi lực trong cơ thể hắn giống như sóng nước của con sông lớn, từ đầu vọt xuống chân, từ chân lại vọt lên đầu, truyền lực vừa đi vừa về bình ổn lại, chân áp huyết mạch chân linh vừa bạo khởi xuống. Màu đỏ trên người hắn từ cổ đến ngực tan ra dần dần, sau đó biến mất hoàn toàn, khôi phục lại trạng thái bình thường. Đã thành, công sức khổ luyện thời gian này cũng không có uổng phí. Sau nửa ngày, Hàn Lập xoay người ngồi dậy, trên mặt nở nụ cười. Trong thời gian 8 năm này, trừ những lúc ra ngoài đại điện cất giữ công pháp tìm đọc điển tịch, phần lớn thời gian hắn đều bế quan trong mật thất tu luyện tinh nguyên luyện huyết thuật. Trải qua nhiều lần thất bại, rốt cuộc hắn đã dần dần nắm được phương pháp bình ổn chân linh huyết mạch. Hàn Lập đứng dậy, vươn vai một cái, ngẩng đầu nhìn lại thấy đồ án tinh thần trên đỉnh đầu không ngừng lấp lóe quang mang, bên trong khắc họa đạo đạo tinh hà, giống như từng cái đai lưng bằng ngọc phát ngang trên không trung, mặc dù huyền diệu mỹ lệ nhưng không còn lộng lẫy như trước xem ra lại là ngày trăng sáng sao thưa trời quang a à. hàn lập tâm tình không tệ lẩm bẩm hắn đã sớm phát hiện mặc dù tòa thủy tinh cung này nằm ở dưới huyết hồ nhưng lại liên thông với tinh không bên ngoài mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm tinh quang che kín bầu trời thì đồ án tinh thần trên cung điện cũng cộng hưởng sáng theo tinh thần trong màn đêm càng dày đặc thì tinh đồ trong cung điện càng sáng chói lực lượng tinh thần chi lực trong cung điện càng nồng đậm hôm nay là ngày minh nguyệt tinh quang có chút ảm đạm hàn lập nhìn một lát bỗng trong lòng hơi động thò tay vào trong ngực lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh sẫm vật đã đồng hành suốt chặng đường tu hành của hắn cúi người đặt xuống mặt đất quang mang trên nóc nhà phóng xuống phủ lên bình nhỏ màu xanh rát lên một tầng ánh sáng nhu hòa hiện rõ những họa tiết trên thân bình nhưng mà chờ một lúc lâu bình nhỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ không xảy ra biến hóa nào quả nhiên không được a à. xem ra trong cung điện này chỉ có thể chiếu xuống hắn còn chưa nói xong lông mày nhíu lại một màn hết sức quen thuộc xuất hiện trên bình nhỏ dâng lên một tầng bạch quang mông lung từng mảng từng mảng hoa văn hình lá cây sáng lên toàn bộ thân bình trở nên óng ánh từng điểm sáng màu trắng đang hình thành xung quanh thân bình hóa thành một vòng ánh sáng màu trắng to lớn tỏa ra quang mang nhu hòa chỉ có điều tốc độ ngưng tụ của điểm sáng màu trắng này rất chậm chạp so với trước đây chậm hơn rất nhiều hàn lập nhìn một lát rồi thu bình nhỏ lại chẳng qua là hắn nhất thời cao hứng muốn thử một chút chứ không định dùng trưởng thiên bình ngưng tụ lục dịch ở đây, dù sao trong tích lân không cảnh này, tạm thời chưa cần thiết sử dụng lục dịch. Cất đồ xong, hắn quay người ra ngoài, đi tới tòa đại điện chứa điển tịch kia. Vào một ngày hơn một tháng sau, Hàn Lập khoanh chân ngồi bế quan trong đại điện, lấy ra mấy đồ vật trong tay áo, lần lượt bày ra trước người. Đó là bốn pho tượng cổ xưa giống nhau như đúc, trông như một sinh vật ma tộc nào đó, đều là hình tượng ba đầu sáu tay, chỉ có thần thái khuôn mặt và các động tác cụ thể thì khác nhau chương 987, đột nhiên tăng mạnh, Hàn Lập chăm chú nhìn bốn pho tượng trước mặt, ánh mắt hơi hơi chấp động. Trong đó, tòa thứ nhất bên trái trước đây chiếm đoạt từ Đỗ Thanh Dương đã được hắn mượn lực khớp huyết đại trận mà luyện thành cách đó không lâu, hai tòa bên cạnh hiển nhiên là vừa lấy được từ tay ách quái. Còn một tòa cuối cùng này do lúc trước Hàn Lập lợi dụng một chút tiên linh lực còn sót lại lấy ra từ hoa chi không gian. Theo như lời ách quái thì tổng cộng có bốn pho tượng, vậy thì hẳn phải là toàn bộ những thứ đang nằm trước mắt hắn rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Lập cảm thấy trong lòng như hiện lên một tầng mây mù nặng trĩu. Ngay thời điểm tiên linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, chỉ đủ để hắn lấy ra một pho tượng, căn bản không tài nào đi vào hoa chi không gian lâu hơn ngó nghiêng thêm một chút. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng từ tích lân không cảnh trở về, chẳng ngờ lại trì hoãn ở nơi này lâu đến thế, hiện tại đề hồn vẫn đang hôn mê nằm tại tầng hai chút lâu, không biết tình hình ra sao. Suy cho cùng lo nghĩ cũng chỉ là lo nghĩ, hiện giờ hắn cũng không có biện pháp nào khác. Tam hoàng tử thạch phá không lòng dạ khó lường, biện pháp trở về ma vực lúc trước của y căn bản không thể sử dụng, muốn rời khỏi thích lân không cảnh cũng chỉ có thể chờ sau khi giải đạo nhân hoàn toàn khôi phục mới có khả năng. Đại hoàng tử thạch trảm phong giờ này đã vẫn lạc, dù bây giờ hắn về lại được ma vực cũng không cách nào yêu cầu vị đại tế ti kia tuân thủ ước định đến trần trị cho đề hồn. Huống hồ, cục diện ma vực có vẻ đã nảy sinh hỗn loạn, càng về sau tranh đoạt sẽ chỉ càng nghiêm trọng, Hàn Lập cũng không muốn bản thân bị cuốn vào vũng nước đục ấy gạt sang một bên mối tâm tư ngổn ngang trong lòng hàn lập cầm lên pho tượng thứ hai rồi hít sâu một hơi mi tâm hắn lóe lên nhanh như chớp phóng ra một luồng hào quang lấp lánh chui vào trong pho tượng màu đen tòa thứ hai này cũng giống như tòa thứ nhất lập tức bắt đầu khoa chân múa tay làm ra các loại động tác cổ quái trên lưng nó đồng thời hiện lên một đám huyền văn rậm rạp chằng chịt nội dung đương nhiên chính là công pháp thiên sát chấn mục công ánh mắt hàn lập chăm chú dõi theo từng động tác của pho tượng rồi bắt đầu mô phỏng theo những chuyển động đó trên đại lục, bên trong một tòa thành húng vĩ cách đó không biết bao xa là một rừng đao kích, tựa hồ được canh phòng vô cùng nghiêm cẩn. Tại trung tâm thành trì này là một tòa đại điện hoành tráng, bên trong đó có một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi lên một chiếc ghế dựa lớn bằng bạch ngọc ở vị trí cao nhất chính giữa minh đường, thần sắc nàng đang vô cùng thoải mái nghe một tên nam tử tuấn lãng ở phía dưới bẩm báo. Nếu như Hàn Lập có mặt ở đây, đương nhiên sẽ lập tức nhận ra nữ tử tuyệt sắc kia là Sa Tâm Khôi thành chi chủ, còn nam tử đang hướng nàng hồi báo chính là Trác Qua bẩm thành chủ về cơ bản thì thế cục bên huyền thành đã được ổn định năm thành trì lớn nhất và một vài thành nhỏ phụ thuộc tuy có chút phản kháng nhưng đều đã bị trấn áp rất nhanh đúng rồi trong quá tình này cốt thiên tầm đã xuất lực không ít thanh âm trác qua hết mực cung kính ta nghe nói ở huyền chỉ thành mặc dù gia tộc cùng những kẻ trước kia vốn đi theo trưởng lão tần nguyên dẫn đầu quy hàng và thề thốt trung thành nhưng toàn bộ đã đều bị tàn sát phải không sa tâm thuận miệng hỏi giọng nói không lộ ra chút tâm tình nào việc này bẩm việc này do cốt thiên tầm xuống tay, có điều lục hoa phu nhân đã gật đầu cho phép, lão còn nói sẽ cho người một lời giải thích. Chắc qua có chút lưỡng lự trả lời, chỉ là thù oán cá nhân mà thôi, không vấn đề gì, cứ mặc bọn họ đi. Sa tâm vẫn lãnh đạm, chuyện này cốt thiên tầm làm rất công khai minh bạch, không ỷ thế giết người mà một mình nàng tại huyền đấu chàng 7 ngày 7 đêm chiến đấu không nghỉ, tổng cộng đã đấu 81 trận, lần lượt đánh chết những kẻ kia, chẳng những không hề kích động dân chúng huyền chỉ thành, mà ngược lại đã lôi kéo được không ít nhân tâm. Trác qua cẩn thận nói, nếu như đã nguyện ý đầu nhập làm môn hạ của chủ nhân, vậy thì cái chức thành chủ huyền chỉ thành này cứ giao cho nàng làm đi, còn ngôi vị thành chủ của mấy thành kia đã định đoạt xong chưa? Sa tâm gật gật đầu hỏi, thành chủ huyền thành tạm thời do lục hoa phu nhân chấp trưởng, huynh muội chu tử nguyên chủ động tới xin phụ giúp y quản lý huyền thành, tóm lại cũng đã giàn xếp ổn thỏa, còn mấy tòa thành kia tuy có không ít người chết nhưng việc chọn lựa thành chủ cũng đã định xong. Trác Qua bẩm báo Huyền Thành tương đương với một đại thành trì chủ chốt bên phía khôi thành chúng ta muốn hoàn toàn kiểm soát nó thì phải giám sát cả trong tối lẫn ngoài sáng tuyệt đối không thể khinh suất. Sa Tâm trịnh trọng phân phó cần tuân khẩu dụ của thành chủ. Trác Qua vội đáp những việc ta nói vừa rồi đều chỉ là tiểu sự mà thôi người tự mình xử lý là được. Lúc trước phân phó các người tìm kiếm khai quật những di tích kia hiện tại đã tìm được bao nhiêu? Sa tâm khẽ khoát tay, tiếp tục hỏi. Trước mắt, chúng thuộc hạ mới chỉ tìm được 21 chỗ, hiện vẫn còn lại 87 chỗ đang tìm kiếm. Trác qua trả lời, những di tích này phân bố rộng khắp tích lân không cảnh, có cả ở một số hiểm địa ít người lui tới, các người có thể tìm được 21 chỗ cũng đã xem như không chậm. Có điều không nên quá mức gấp gáp, chỉ cần trong khoảng nghìn năm nữa khai quật toàn bộ là được. Sa tâm khẽ gật đầu căn dặn, vâng, Trác qua ôm quyền, đáp, Việc này liên quan đến sự tình sau khi chủ nhân xuất quan, chấp trưởng thích lân không cảnh là việc quan trọng, phải nhớ kỹ không thể để xảy ra sai lầm. Được rồi, người lùi đi. Sa tâm nói xong bèn khoát tay áo, hạ lệnh trục khách. Chác qua kho người vái chào, rồi quay người rời đi. Phía tây khôi thành, bên trong một khu lầu các cao lớn, yên tĩnh vắng vẻ. Trong mật thất bên dưới nội điện có một tên nam tử tóc trắng toàn thân xích lõa đam trầm mình giữa huyết chỉ bát giác, quanh thân y là tám sợi xiềng xích huyết tinh chúng kết nối trực tiếp với tám cây cột đá đỏ như máu quanh miệng ao. Nam tử này có dung mạo tuấn mỹ, với cặp mắt âm u màu tím, chính là Thạch Xuyên không. Leng keng, xiềng xích run lên từng đợt phát ra thanh âm minh hưởng không ngừng, cả tám cây cột đá xung quanh cũng theo đó mà run rẩy liên hồi, toàn bộ huyết chỉ như đang bị đun sôi, bùng lên từng trận huyết lãng, phát ra khí tức nóng rực cuồn cuộn. Thạch Xuyên không ngâm mình trong đó mà tựa như chẳng hề nhận biết những gì đang diễn ra xung quanh, thân hình không mảy may run rẩy có điều bằng vào cặp lông mày đã nhíu chặt lại, miệng phát ra tiếng nghiến răng ken két có thể thấy được gã đang thừa nhận thống khổ nhường nào. Tuy vậy, tất cả những điều này đều do gã tự nguyện, thậm chí phải làm một khoản giao dịch cùng với sa tâm mới đổi lấy được. Lệ đạo hiếu, cảm giác bị người bỏ lại quá xa thật không hề dễ chịu. Gã nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sau đó trước ngực có một chỗ đột nhiên sáng lên, hẳn là vừa mới đả thông một huyền khiếu. Chấm, tu luyện không có năm tháng, đảo mắt một cái đã hơn 800 năm qua đi. Bên trong cung điện thủy tinh dưới huyết hồ đại khư, đại trận tinh thần vẫn đang vận hành, từ một gian phòng trong thiên điện kia vọng ra từng hồi nổ vang. Giữa cung điện là một con quái vật hình người với bộ lông vàng óng bao phủ toàn thân, trên lưng nó là cặp lôi xí, cánh tay được bao phủ bởi một tầng quy giáp màu xanh, ánh mắt nó lóe sáng từng đợt, điên cuồng đánh lên vách tường đại điện. May thay vách tường được ra chỉ vô số phù văn đang tỏa hào quang lấp lánh, phóng xuất ra lực lượng tinh thần hết sức khổng lồ, cường ngạnh chặn lại công kích của quái vật, nếu không tòa cung điện thủy tinh kia đã sớm hóa thành phế tích. Sau ba canh giờ đập phá không nghỉ, khí thế của quái vật này dần dần suy yếu, rồi chậm rãi ngừng lại. Động tác của nó ngày một chậm chạp, cặp lôi xí phủ đầy lông vũ bàng bạc biến mất đầu tiên, sau đó đến quy giáp màu xanh lặn đi từng mảnh từng mảnh, cuối cùng là bộ lông vàng cũng tiêu thất không để lại chút dấu vết nào. Khi tất cả dị trạng đều không còn, quái vật kia trở về hình dạng của nhân tộc, nguyên lai đúng là hàn lập lúc này hai hốc mắt hắn lõm sâu, thân hình thoát trông có chút gầy gò hốc hác, hai tay hắn chống xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng liên hồi, thở hổn hển kịch liệt, mồ hôi vừa mới toát ra đã bị nhiệt độ cực cao của cơ thể hắn làm bay hơi, lập tức hóa thành sương mù, cả người hắn bị một tầng hơi nước bao phủ, có chút mông lung, khiến người khác không nhìn rõ. sau nửa ngày, Hàn lập có chút tê liệt, phải dựa vào vách tường để ngồi xuống, may cho hắn là chân linh huyết mạch điên cuồng trong thể nội cuối cùng đã ổn định lại chân linh huyết mạch rốt cuộc không phải lực lượng tinh thần, chỉ bằng vào tinh nguyên luyện huyết thuật này. Càng ngày càng khó khống chế lực lượng huyết mạch bạo động, giờ mỗi ngày lại bộc phát hành hạ ta đến mấy lần, chỉ e tinh huyết cả người sẽ sớm cạn kiệt bốc cháy mất thôi. Hàn lập trao mày, ảo não thở dài, toàn bộ điển tịch trong tàng thư các nằm bên ngoài thiên điện đã bị hắn lật xem không dưới 10 lần. Phàm là loại tình huống có liên quan trực tiếp đến công pháp luyện thể của huyền tu đều là tìm không được kế sách hướng đối, thế nhưng lại có một phương pháp được đề cập trong đám điển tịch về khôi lỗi chi thuật. Có điều Hàn Lập đang có khúc mắc sâu đậm với loại phương pháp này, căn bản không muốn thử nghiệm. Bởi vì nội dung phương pháp này chính là luyện chế một bộ khôi lỗi cường đại, sau đó dung nhập chân linh huyết mạch vào trong nó, rồi lại lấy máu tươi của người khác bù đắp cho tổn thất của mình, do đó có thể giữ được tính mạng. Theo cách này, thực lực của bản thể đương nhiên sẽ tổn hao nhiều, tuy rằng khôi lỗi sẽ tạm thời sở hữu chiến lược cực mạnh, nhưng sau khi tinh huyết trong cơ thể nó hao hết, khôi lỗi sẽ triệt để biến thành phế phẩm. Hàn lập tuy vẫn còn do dự, nhưng nội tâm hắn cũng minh bạch rằng đã tới nước này, tính mạng đương nhiên quan trọng hơn hết thảy. trong quãng thời gian này, giải đạo nhân có tỉnh lại và qua thăm hắn, Hàn lập thừa cơ mượn y một chút bản nguyên tiên linh lực, mở ra hoa chi động thiên tra xét tình huống đề hồn. kết quả phát hiện, tuy rằng tử dương noãn ngọc đã tiêu hao gần hết, nhưng chẳng biết tại sao, tình huống của đề hồn vẫn chưa có chuyển biến gì xấu. vì vậy hắn chiếu theo khôi lỗi bí thuật mà giải đạo nhân truyền dạy tạm thời phong cấm để hồn, đợi ngày sau sẽ chữa trị. Ngoại trừ lần đó ra, Hàn Lập còn hỏi thăm giải đạo nhân chuyện hắn bị chân linh huyết mạch cắn trả. Dù sao trước đây chính là giải đạo nhân ép hắn lựa chọn tu luyện thiên sát chấn ngục công, về sau khi hắn theo phương pháp luyện hóa cao cấp trong công pháp mà luyện hóa chân linh huyết mạch mới bắt đầu xuất hiện tình huống cắn trả. Giải đạo nhân suy nghĩ một hồi, rồi cho hắn một cái đáp án cụt mùn, đại khái là sau khi hoàn toàn luyện hóa chân linh huyết mạch đã vô tình cường hóa uy lực của lực lượng này, từ đó mới xuất hiện tình trạng cắn trả. Đáng tiếc, y nhất thời cũng không có giải pháp, chỉ nói Hàn Lập kiên trì chờ y xuất quan, sau đó lại rơi vào ngủ say. Tuy trong lòng Hàn Lập cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cũng đành thúc thủ vô sách. Trước mắt chỉ có cách tiếp tục tu luyện thiên sát chấn ngục công, cực lực cường hóa thể phách, lại kết hợp vận dụng lực lượng tinh thần mà áp chế chân linh huyết mạch bộc phát, vẫn có tác dụng nhất định mà không cần làm theo bí thuật trong khôi lỗi chi đạo. Vì vậy, hắn lại càng gấp rút tu luyện thiên sát chấn ngục công. Trước mắt, Hàn Lập đã luyện xong công pháp trên pho tượng thứ hai, đã mở ra hơn 900 huyền khiếu, thực lực đã có thể sánh với ách quái năm xưa. Sở dĩ hắn có thể tu luyện thần tốc như vậy, một mặt là do sự tinh diệu của thiên sát chấn ngục công, mặt khác là dựa vào lực lượng huyết nhục cường đại chứa trong trường thiên bình, đương nhiên cung điện thủy tinh này cũng góp công không nhỏ. chương 988 Tụ Biến Mặc dù may mắn có được điều kiện tu luyện tốt như thế nhưng khi tìm hiểu pho tượng thứ ba, Hàn Lập vẫn có cảm giác tu luyện không nổi bởi vì phương pháp tu luyện pho tượng thứ ba này phát sinh biến hóa hoàn toàn khác so với lúc trước nó cần phải vận chuyển sức mạnh tinh thần trùng kích huyền khiếu đồng thời lấy sức mạnh khí huyết chống đỡ để cơ thể phát sinh ma hóa sinh ra ba đầu sáu tay phương pháp này có yêu cầu rất cao đối với sức mạnh khí huyết nếu không sẽ không cách nào sinh ra ba đầu sáu tay cùng một lúc được mặc dù hôm nay sức mạnh khí huyết trong cơ thể hàn lập rất cường thịnh nhưng vẫn không đạt được biến hóa như thế sau một thời gian hắn vẫn ngồi nguyên một chỗ trong đầu không thể không tiếp tục suy nghĩ đến chuyện chân linh huyết mạch chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nở một nụ cười hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra nửa khối ngọc bội mà tử linh đã đưa cho hắn lúc trước cầm nó trong tay và cẩn thận quan sát ngọc bội từ từ xoay tròn trên tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh óng ánh bên trong hiện ra một bóng người mơ hồ hàn lập cứ nhìn xem như vậy trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác cổ quái tử linh cho ta vật này để làm gì nhìn qua dường như không có gì thần kỳ, chỉ là hình ảnh bóng người trong này có mấy phần giống ta. Chẳng lẽ trước kia nàng dùng nó để tưởng nhớ về mình? Hàn lập lẩm bẩm nói, trong hốc mắt hãm sâu của hắn ẩn hiện một nụ cười. Hắn cầm sợi dây treo ngọc bội lên, ngón tay gảy nhẹ, ngọc bội ở giữa không trung xoay tròn kịch liệt, kéo ra từng tia tàn ảnh nối thành một mảnh, trông giống một quả cầu màu xanh lá. Ở chính giữa quả cầu màu xanh lá, hiện ra một hình bóng người lập thể. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên hắn sững sờ, sau đó lẩm bẩm có thể thực hiện được, có thể thực hiện được. Dứt lời, hắn lấy bốn bức tượng ra đặt trước mặt mình, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Trong pho tượng thiên sát chấn ngục công thứ ba, đề cập đến việc lấy sức mạnh khí huyết thay đổi cơ thể, Hàn Lập chỉ dựa vào sức mạnh khí huyết của bản thân thì không cách nào làm được, nhưng nếu đổi lại chân linh huyết mạch, không hẳn là không thể. Điều này giống như một nửa khối ngọc bội cùng hình bóng nhân vật bên trong đó, không cần thiết phải phân biệt hình và vật, mà cả hai hòa với nhau làm một thể, đồng thời vận chuyển, ngược lại có thể thành công. Tuy nhiên, Hàn Lập vẫn còn một số lo ngại, dù sao mấy lần trước từng bị chân linh huyết mạch cắn trả, có lẽ có quan hệ với việc vận chuyển thiên sát chấn ngục công. Vào lúc này, nếu cả hai cùng hoạt động, có dẫn đến chân linh huyết mạch cuồng bạo cắn trả hay không, Hàn Lập không nắm chắc được bao nhiêu phần. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, hắn quyết định thử. Hôm nay chuyện chân linh huyết mạch cắn trả đã đến thời điểm thập phần nguy cấp, không thể trì hoãn được nữa. Tính toán trước làm sau, một khi đã quyết định làm thì hắn sẽ không trần chờ nữa. Hắn cầm pho tượng thứ ba trong tay, chỗ mi tâm phóng ra một đạo tinh quang chiếu vào, pho tượng bắt đầu chuyển động. Tất cả các động tác của pho tượng đều được Hàn Lập nhớ kỹ trong lòng, hắn tập trung nhìn huyền văn sau lưng pho tượng, cẩn thận xem xét nội dung bên trên là phương pháp dùng sức mạnh khí huyết để cải biến hình thái thân thể. Sau khi xác nhận không có điều gì đáng ngại, hắn mới bắt đầu thực hiện theo động tác của pho tượng. Khi chuyển động của hắn phát sinh biến hóa, hơn 900 chỗ huyền khiếu xuất hiện trên cơ thể hắn, từng cái lần lượt phát sáng lên. Đồng thời, Hàn Lập cũng bắt đầu yên lặng vận chuyển chân linh huyết mạch trong cơ thể. Sau một lát, cảm giác một chút khô nóng từ trái tim truyền đến. Hàn Lập rất quen thuộc với cảm giác này, đó chính là điểm báo chân linh huyết mạch bắt đầu cắn trả. Không bao lâu sau, huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng nóng lên, giống như là nước đang sôi. Tâm trí hắn gắng kiềm chế để giữ bình tĩnh không như trước cố gắng dùng phương pháp tinh nguyên luyện huyết thuật áp chế huyết dịch sao động, mà là căn cứ theo ghi chép trong pho tượng thứ ba bắt đầu dẫn dắt chân linh huyết mạch trong cơ thể hội tụ về phía vai và lưng. Không thử thì còn tốt, sau khi thử nghiệm, chân linh huyết mạch lập tức giống như cơn lũ lao tới miệng cống, dũng mãnh lao lên phía trên đầu. Hàn lập lập tức cảm thấy một cơn đau đớn tê liệt ở vị trí vai và cổ, cơ bắp đầu vai phình ra, cảm giác như máu thịt đang sinh trường. Không những thế, theo đó thần thức hải của hắn đau đớn kịch liệt, cảm giác như không thể chịu đựng nổi, dường như có lực xé mạnh mẽ đang muốn xé toạc thần thức của hắn ra. mà nguồn gốc của sức mạnh bạo động kia chính là do chân linh huyết mạch phát ra. a, à, từ thức hải và cơ thể cùng lúc truyền đến cảm giác xé rách đau nhức kịch liệt, khiến cho Hàn lập vốn đã quen với tất cả các loại đau đớn cũng khó có thể chịu đựng nổi, hắn không thể kiềm chế được mà phát ra nhiều tiếng gào rú. điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là giờ phút này thần thức của hắn lại rất thanh tịnh, không như lúc trước gần như muốn biến mất. Nhưng chính vì điều này mà nỗi đau đớn đến tê liệt càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định rằng biện pháp lúc trước hắn nghĩ đến thực sự có thể thực hiện được. Sau trận kêu gào đau đớn, Hàn Lập cắn chặt răng, hết sức tập trung tu luyện Thiên Sát Chấn Ngục công. Tu hành trong lòng đất, năm tháng không biết, nhoáng một cái đã hơn 500 năm. Trong một tòa thiên điện nằm ở chính giữa cung điện thủy tinh, từng chùm ánh sáng màu máu nhấp nháy giống như bảo quang Phật Đà. Ở chính giữa huyết quang, một nam tử cổ quái ba đầu sáu tay cao đến 10 trượng, đang khoanh chân ngồi trên đài sen, sáu tay vung múa tạo ra các động tác cổ quái. Trên vai có ba đầu nhưng không có cái nào là hình người. Chính giữa là một đầu kim viên như hộ pháp đang trợn mắt, bên trái là một đầu chân long với khí thế uy nghiêm, bên phải là một đầu cự cầm đầy lông, mỏ ưng, trong cặp mắt là hai con người sáng như điện. Sau khi nam nhân cổ quái vung múa một hồi, bỗng nhiên sáu tay hợp lại, tạo thành hình dạng chắp tay trước ngực. Vầng sáng máu bao phủ quanh hắn từ từ thu liếm, cơ thể trong ánh sáng màu máu dần co lại. Sau khi tất cả ánh sáng đều thu lại, một nam nhân trần trụi hiện ra, đó chính là Hàn Lập. Miệng hắn phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt, lúc lắc cổ một cái, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Từ khi phát hiện ra chân linh huyết mạch có thể hòa nhập với thiên sát chấn ngục công, hắn một mực khổ luyện không ngừng. Từng ấy năm đến nay, tuy rằng số lượng huyền khiếu không thay đổi bao nhiêu, vẫn hơn 900 chỗ nhưng khí lực đã xảy ra biến hóa cực lớn. Điều làm hắn vui mừng nhất chính là chuyện huyết mạch cắn trả đã được hắn giải quyết phân nửa, vừa rồi xuất hiện trạng thái giống ma hóa kia chính là thành quả. Bây giờ, khi thúc giục công pháp thiên sát chấn ngục công trong pho tưởng thứ ba, hắn đã có thể đồng thời điều động ba loại huyết mạch sơn nhà cử viên, chân long và du thiên côn bằng. Trong khi hóa thành trạng thái ba đầu sáu tay, cơ thể hắn sẽ cùng lúc có được sức mạnh khổng lồ của ba loại chân linh, uy lực rất mạnh tất nhiên là hơn xa lúc trước. Theo như hiện tại mối đe dọa của ba loại chân linh huyết mạch này cắn trả đã được hắn giải quyết hoàn toàn. Đối với các chân linh huyết mạch còn lại, tương lai cũng có thể tiến hành giải quyết thông qua loại phương thức này. Theo Hàn Lập suy đoán, khi tu luyện xong công pháp thiên sát chấn ngục công này, hắn sẽ hóa thành bốn hình thái ba đầu sáu tay khác nhau như bốn bức tượng và mỗi một hình thái sẽ có ba đầu do ba loại chân linh hóa thành. Chỉ có điều quá trình này là tùy theo thời cơ nhất định mới tính được, kết quả cuối cùng như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Hàn Lập đang định đứng dậy, chợt phát hiện toàn bộ cung điện thủy tinh bắt đầu rung động dữ dội. Chính giữa đại điện chỗ hắn bế quan, toàn bộ đường hoa văn trên vách tường và dưới đất mặt đất, tất cả đều tự phát sáng mà không có thứ gì kích thích. Thân sắc hắn biến đổi, tiếp theo lông mày nhíu lại, thân hình lóe lên, lướt tới cửa điện. Lúc Hàn Lập đi đến cửa của tránh điện chỗ giải đạo nhân, chỉ thấy hiện tại giải đạo nhân đang từ trong quan tài thủy tinh lơ lửng bay ra, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng bạch quang. Toàn thân gã chấp động phát sáng huyền khiếu từng cái một, dày đặc trăng chịt, giống như bầu trời đầy sao, so với trên người ách quái thì huyền khiếu còn nhiều hơn rất nhiều. Đôi mắt của Hàn Lập quét qua, rất nhanh xác định được số lượng huyền khiếu lộ ra trên người giải đạo nhân, khoảng chừng 1.800 cái. Cơ thể giải đạo nhân trôi lơ lửng trên không chung một lát, trong lúc quanh người chấp động tinh quang, tản mát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ chân áp thiên địa, cường đại gấp mấy lần so với lúc trước. Lấy thực lực Hàn Lập hiện tại vậy mà không chịu nổi cỗ uy áp này đứng ở ngoài điện không cách nào bước vào bên trong trong lòng không khỏi hoảng sợ cố khí thức này chẳng lẽ thực lực giải đạo hữu đã đạt đến cấp bậc đạo tổ ồ đây là khuôn mặt hàn lập lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì vẫn còn một người nằm trong quan tài thủy tinh nữa giống giải đạo nhân như đúc nhưng toàn bộ cơ thể có màu vàng kim óng ánh lúc này hai mắt gã đang nhắm nghiền dường như đang ngủ say hai giải đạo hiếu không đúng đây không phải người hắn nhanh chóng nhận ra người nằm trong quan tài chính một cỗ khôi lỗi màu vàng tuy nhiên hàn lập nhạy cảm phát giác được khí thức khôi lỗi này có chút cổ quái không đơn thuần là khôi lỗi dường như bên trong phong ấn cái gì đó giải đạo nhân đang lơ lửng ở không trung hai mắt từ từ mở ra bắn ra hai luồng sáng màu vàng trói mắt cực kỳ uy nghiêm ánh sáng màu vàng nhanh chóng khuếch tán bảo phủ hoàn toàn giải đạo nhân tràn ngập cả tòa đại điện hàn lập ở ngoài điện cũng bị bao phủ vào trong đó khuôn mặt hàn lập vui vẻ được ánh sáng màu vàng này bao phủ, lực lượng áp bức trong hư không đã nhanh chóng biến mất, tiên linh lực trong cơ thể có thể vận chuyển bình thường, giống như lúc trước đại chiến với ách quái. Hắn lập tức vận chuyển tiên linh lực, phá vỡ cấm chế không gian hoa chi, để cho thần thức nhập vào trong đó, dò xét tình huống của đề hồn. Đề hồn trông vẫn giống như trước đây, không có thay đổi, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Toàn thân giải đạo nhân được kim quang bao phủ, thân ảnh trông có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, thân ảnh nhoáng một cái đã biến mất vô tung. Sau một khắc, thân ảnh của gã xuất hiện giữa không trung thiên cơ điện. Ánh kim quang trên người giải đạo nhân càng rõ hơn, giống như một vòng mặt trời màu vàng, chiếu rọi bốn phương. Hắc đại hắc nhị phụng mệnh canh giữ ở ngoài điện, trông thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi. Hai tên này chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy khi cơ thể được kim quang bao phủ, áp lực không gian xung quanh đột nhiên biến mất, ma khí trong cơ thể đã bắt đầu lưu chuyển tự do. Chỉ là hai tên này tiến nhập tích lân không cảnh quá lâu, ma khí trong cơ thể đã bị phiêu tán đi rất nhiều, 10 phần không còn một, vì vậy cảm giác không mãnh liệt lắm. chương 989, Đạo Thiên Đại Kiếp, trong đại điện dưới lòng đất, theo thân ảnh giải đạo nhân biến mất, kim quang trói mắt tràn ngập trong cả tòa điện cũng biến mất vô tung theo. Hàn Lập cảm thấy tiên linh lực lưu chuyển trong đan điền liền trở nên trì trệ, bất quá cũng không hoàn toàn ngưng kết, bởi vì lúc trước cố cảm giác áp bách đâu đâu cũng có kia đã không thấy nữa hắn lấy lại bình tĩnh, thông qua thần thức dò xét chỗ giải đạo nhân đến, miễn cưỡng vận khởi tiên linh lực thi triển độn thuật, sau một khắc đã xuất hiện trên mặt đất, tiếp tục đắm chìm trong kim quang, tiên linh lực lần nữa khôi phục linh động. Mà giờ phút này hai tay giải đạo nhân buông thóng hai bên thân, ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra một chút kích động, cũng mang theo vẻ chờ mong. Trong lòng hàn lập kỳ quái, cũng nhìn lên bầu trời. Vào thời khắc này, bầu trời vốn sáng ngời, đột nhiên trở nên u ám, nguyên bản mây vàng dày đặc liền biến thành màu xám đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được cũng lộ ra một cô áp lực vô cùng nặng nề cô áp lực này cao như hoàng thiên nặng như hậu thổ trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản thân thể hàn lập lơ lửng giữa không trung bỗng trở nên nặng nề phảng phất bị cự phong vạn trượng ép lên thân bịch một tiếng hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất đây là khí tức thiên địa đại kiếp trong lòng hàn lập khẽ động sắc mặt biến đổi Cỗ khí tức đại kiếp sắp hàng lâm này cường đại gấp không biết bao nhiêu lần so với bất luận lôi kiếp nào mà hắn đã trải qua trước kia, vừa rồi chỉ lộ ra một chút dấu hiệu, đã làm cho chính hắn căn bản không cách nào chống cự. Hắc đại hắc nhị vốn đứng trên mặt đất, bị trùng kích không lớn lắm so với hàn lập nhưng lúc này hai chân họ cũng không ngừng run rẩy, gương mặt trắng bệch. Mấy người các ngươi tránh xa một chút, đây không phải là thứ các ngươi có thể tiếp nhận. Thanh âm hùng vĩ của giải đạo nhân từ giữa không trung truyền xuống. Hắc đại hắc nhị nghe vậy, không dám trần chờ, vội vàng bay về nơi xa. Mà Hàn Lập còn không đợi giải đạo nhân mở miệng, bên ngoài thân đã chấp động lôi quang màu vàng, thân thể liền biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm giữa không chung, quay đầu nhìn lại chỗ giải đạo nhân ở phía xa. tiên quang trên người giải đạo nhân đã chiếu không tới nơi này nhưng hắn cũng chỉ vội vàng nhìn lại một chút, không nói hai lời liền xoay người tiếp tục toàn lực bay vụt về phía nơi xa, trong nháy mắt bay ra khoảng cách mấy trăm dặm. Nhưng ở ngoài nhìn dặm, bầu trời vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, phong vân quay cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên hắn vẫn chưa bay ra khỏi phạm vi bao phủ của đại kiếp. Bầu trời trên đỉnh đầu càng thêm u ám, cơ hồ trở nên một mảnh đen kịt, chiếu cả mặt đất phía dưới thành một mảnh đen nhánh, trong yên tĩnh lộ ra một cỗ thảm sát chi ý. Trong lòng Hàn Lập kinh hãi, vội vàng tăng tốc chạy trốn ra khỏi vị trí trung tâm. Nhưng ngay giờ phút này, bầu trời chợt vang lên tiếng suy suy rất nhỏ, mây đen trên bầu trời đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, nhanh chóng xoay tròn hội tụ lại chính giữa, tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, bao phủ phạm vi lớn không biết bao nhiêu. Các nơi trên vòng xoáy hiện ra từng đầu lôi điện đen kịt, lao đi vùn vụt, trói lọi như là khói lửa, chiếu sáng mặt đất phía dưới. Mà chỗ trung tâm vòng xoáy rất nhanh hiện ra một lỗ hồng đen kịt, tản mát ra quang mang tĩnh nghịch, tựa hồ liên thông đến một nơi không rõ nào đó. Ầm ầm, một cỗ uy áp khổng lồ đáng sợ lớn không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó từ trong vòng xoáy lộ ra, Hư không phụ cận chấn động kịch liệt, trở nên vặn vẹo. Hàn Lập tránh cũng không thể tránh, bị cô uy áp to lớn này trực tiếp đè lên người. Ông, trong đầu hắn, trời đất quay cuồng, cho dù giờ phút này hắn đã mở ra gần 900 huyền khiếu, dưới cô cự lực này vẫn như con sâu cái kiến, mắt tối sầm lại, trở nên hôn mê. Bất quá trước khi hôn mê, con mắt Hàn Lập nhìn thấy trong vòng xoáy khổng lồ bay ra một mảnh mây xám, trùm tới phía giải đạo nhân. Mây xám nhìn bình thường lại tản mát ra khí thức đáng sợ hủy diệt hết thảy hắn chính là do bị khí thức hủy diệt này xông lên lúc này mới lâm vào hôn mê ma vực trong đại điện đen kịt ở dạ dương thành thân thể ma chủ bị một tầng ngân quang nhu hòa bao lại hình thành một quang cầu màu bạc to lớn chậm rãi chuyển động hư không chung quanh theo quang cầu chuyển động nổi lên từng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được ồ lão ta đột nhiên mở to mắt ngân quang bên ngoài thân trong nháy mắt biến mất nhìn lại phía hư không phía ngoài đây là từ tích lân không cảnh truyền đến hẳn là trên mặt ma chủ hiện lên vẻ lạnh lùng chậm rãi đứng lên phủ lạc hành công tam hoàng tử thạch phá không đứng bên ngoài đại điện nhìn lại phía xa nơi chân trời thần sắc trên mặt âm tình bất định trong hư không ở nơi u ám nào đó đột nhiên có một âm thanh nhẹ vang lên trong u ám mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người màu đen không ngờ nhanh như vậy đã đạt thành lần này lại náo nhiệt rồi bóng người màu đen cười ha ha thân hình thoát một cái tiêu thất trong hư không Hàn Lập Lâm vào trong một cơn ác mộng đáng sợ, thân thể phảng phất bị ngâm dưới đáy Hàn Đàm Vạn Trược, không thể động đậy chút nào, càng có từng luồng từng luồng âm lãnh chi lực rất nhỏ, tựa như từng đầu cá con nhỏ bé xâm nhập vào các nơi trong thân thể của hắn, tán loạn ra xung quanh, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Không biết qua bao lâu, cỗ âm lãnh chi lực kia dần dần biến mất, sau đó một cỗ như dòng nước ấm to lớn rót vào thân thể của hắn, cực kỳ dễ chịu. Hàn Lập từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm ngửa trên mặt đất. Bầu trời trên đỉnh đầu giờ phút này đã biến thành màu tím, trong không khí truyền đến một cỗ khí tức ấm áp nhu hòa. Hắn sực nhớ ra cái gì đó, nhìn lại chỗ phía thiên cơ điện. Chỉ thấy giải đạo nhân vẫn đứng ở giữa không trung, toàn thân cháy đen một mảnh, còn hiện ra từng vết thương to lớn, cả người nhìn tựa như một khối gỗ sau khi bị lửa đốt xét đánh. Chỉ là ở trên không, ở trung tâm vòng xoáy dần dần hiện ra một đoàn tường vân màu tím, dần dần hạ xuống, bao phủ lại thân thể giải đạo nhân, đồng thời nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể gã. Thân thể rách nát của giải đạo nhân hấp thu tường vân màu tím, lập tức nhanh chóng khôi phục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Tất cả tử quang giữa không trung nhanh chóng áp súc, hóa thành một cầu vồng màu tím. Trên thân giải đạo nhân bỗng nhiên nổi lên một đạo tinh quang thô to, cùng cầu vồng màu tím hòa làm một thể. Âm một tiếng, cầu vồng màu tím đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một đầu du long màu tím, bay múa quanh thân thể giải đạo nhân trong tường quang màu tím mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây tinh thi lít nha lít nhít không biết bao nhiêu giữa quang mang chấp động càng tản mát ra ba động pháp tắc vô cùng to lớn hàn lập bị cỗ ba động pháp tắc này bao phủ thân thể không tự chủ tự động đứng lên giống như con dối bị giật dây điều khiển hư không phụ cận mặt đất cũng giống như vậy tự động rung động không thôi cũng may du long màu tím bay múa xung quanh chỉ chốc lát rất mau chui vào trong não hải của gã cỗ ba động pháp tắc khổng lồ kia mới biến mất không còn tâm tích toàn thân giải đạo nhân bị tường quang màu tím bao phủ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang cảm thụ biến hóa trong thân thể. Sau một lát, trên người gã lóe lên quang mang, tất cả tử quang đều biến mất, hiển lộ ra thân ảnh. Thời khắc này trên thân giải đạo nhân nhiều ra một bộ áo bào tím nhạt, chân mang giày, nhìn tựa hồ không biến hóa chút nào, nhưng lúc này gã giơ tay nhấc chân, lại có một cỗ lực lượng có thể dung chuyển hoàn vũ vần quanh người. Nhưng sau một khắc, đuôi lông mày gã khẽ động, lực lượng trên người lập tức biến mất dị biến đầy trời lóe lên rồi biến mất hoàn toàn bầu trời phụ cận cũng khôi phục bộ dạng trước đó áp lực đáng sợ cũng theo đó tiêu tán thân thể hàn lập nhẹ bấng chậm rãi đứng lên bất quá như cũng có chút cảm giác đầu nặng mắt hoa hắc đại hắc nhị giờ phút này vẫn nằm trên mặt đất cách hắn hơn trăm dặm hai người bị tổn thương tựa hồ lớn hơn so với hàn lập giờ phút này vẫn còn trong hôn mê bất quá may mà trốn kịp thời hẳn là cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng giải đạo nhân quay đầu nhìn lại phía hàn lập Bước chân vừa mới động liều tiêu thất trong hư không, sau đó xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. "Giải đạo hữu, ngươi." Hàn Lập nhìn Giải đạo nhân, mặt lộ vẻ kinh dị. "Ta không dự liệu được, phạm vi đạo thiên đại kiếp lại rộng như vậy, mà lại tới quá nhanh, cho nên không để các ngươi đủ thời gian rời đi, làm hại các ngươi bị đại kiếp tác động đến." Giải đạo nhân nói như thế, trong lúc nói chuyện, gã vung tay lên, Hàn Lập cảm giác được một dòng nước ấm rót vào não hải, tinh thần nhất thời chấn động, cảm giác đầu nặng chân nhẹ lập tức biến mất hắc đại, hắc nhị ở phía xa, thân thể hai người cũng khẽ động, mặc dù như cũng không có thức tỉnh nhưng thương thế trên người lại đang dần dần khôi phục. Đạo thiên đại kiếp, người hẳn là đã thành tựu đạo tổ cảnh, hàn lập bỏ qua tình trạng thân thể, con mắt mở lớn nhìn giải đạo nhân. Vô số năm khổ tu, nhiều lần chìm nổi, thể xác tinh thần ly hợp, hôm nay rốt cuộc may mắn chứng thành đại đạo. Giải đạo nhân vừa cười vừa nói, thì ra là thế, vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi. Hàn lập mặc dù sớm đã suy đoán, nhưng nghe lời này vẫn hít nhẹ một hơi, rồi chúc mừng. Thạch mỗ có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng may nhờ có hàn đạo hữu tương trợ, ta xin cảm ơn. Giải đạo nhân chắp tay nói, không dám, nếu các hạ đã chứng thành đạo tổ, danh xưng đạo hữu tại hạ xấu hổ không dám nhận, gọi ta là hàn lập cho tiện. Hàn lập vội vàng nói, hàn đạo hữu, ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta cũng biết ngươi là người tiêu sái, cần gì phải câu nệ những lễ nghi xương hô này. Vẫn cứ gọi là giải đạo hữu đi, ta vẫn ưa thích cách xưng hô thế. Giải đạo nhân khoát tay nói, nếu như thế, vậy tại hạ liền mặt dày xưng hô ngươi một tiếng đạo hiếu. Đúng rồi, giải đạo hiếu, ngươi vừa mới nói mình họ thạch. Hàn lập cũng cười, lập tức hỏi, không sai, tên ta là thạch không giải, cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là trước đó một mực không nhớ tới việc này. Sau khi tiến vào tích lân không cảnh lại phát sinh không ít sự tình, cho nên chưa kịp nói cho ngươi biết. Giải đạo nhân gật gật đầu, nói ra, thạch không giải, hẳn là thạch đạo hữu người có quan hệ với dạ dương vương triều. Hàn lập trần chờ một chút, vẫn mở miệng hỏi, giải đạo nhân ngửa đầu nhìn lên trời, nhất thời không trả lời câu hỏi của hàn lập. Nếu giải đạo hữu có gì khó nói, coi như ta chưa hỏi đi. Hàn lập lướt nhìn sắc mặt giải đạo nhân, nói ra. Giải đạo nhân bây giờ đã là đạo tổ, hắn cũng ngầm sinh kính sợ, nói chuyện cực kỳ thận trọng. Hàn đạo hữu quá lo lắng rồi, cũng không có gì khó nói, chỉ là lần này quay về thánh vực, ta có chút cảm khái mà thôi. Hàn đạo hữu người một đường bảo vệ ta tới đây, về tình về lý, ta hẳn là phải nói những chuyện này cho ngươi biết. Mà ta lại còn có việc muốn nhờ ngươi, cho nên những chuyện này ngươi nhất định phải biết rõ mới được. Giải đạo nhân cười nhạt một tiếng, thâm ý nói, có chuyện nhờ ta, không biết là chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hàn lập nghe vậy trong lòng khẽ động, nói như thế. chương 990, nguồn gốc của Hoàng Kim giải. Ở chỗ này nói chuyện không tiện lắm, Chúng ta quay về dưới đất rồi nói chuyện." Giải đạo nhân nhìn xung quanh một lượt, trong mắt có hào quang lóe lên, vung tay một cái. Hàn Lập cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng nhu hòa bao bọc, chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở đại điện trong lòng đất. Giải đạo nhân màu vàng khác vốn nằm trong quan tài giờ đã tỉnh dậy, khoanh tay đứng một bên. Không chỉ có vậy, bên cạnh nó còn có thêm hai cỗ khôi lối khác. Ngoại hình hai cỗ khôi lối này cũng giống giải đạo nhân như đúc nhưng mà một cỗ toàn thân đen nhánh, một cỗ khác lại toàn thân trắng nõn đôi mắt khôi lỗi màu đen chớp động hung quang giống như muốn ăn tươi nuốt sống giải đạo nhân thần thái rất dữ tợn còn khôi lỗi màu trắng thì trang nghiêm mà ôn hòa khuôn mặt thủy chung tươi cười ấm áp làm cho người ta có cảm giác an tâm hàn lập trông thấy cảnh này trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn về phía giải đạo nhân trong khi cả ba cỗ khôi lỗi đều không quan tâm đến hàn lập ánh mắt đều nhìn về phía giải đạo nhân khôi lỗi màu vàng không nói gì ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ sau đó liền rời ánh mắt đi hừ coi như số người gặp may, vượt qua đạo thiên đại kiếp nhưng mà ngươi chớ nên đắc ý, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ giết và thay thế ngươi. Khôi lỗi màu đen nhe răng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành công, ngươi gọi chúng ta ra đây là muốn phân phó chuyện gì? Khôi lỗi màu trắng thần sắc hoàn toàn bất đồng, mỉm cười ôn hòa hỏi. Quả thật có chút sự tình làm phiền ba vị, hắc linh đạo hiếu, người tiến về khôi thành một chuyến, báo tin tức ta xuất quan cho xa tâm, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Giải đạo nhân phân phó cho khôi lỗi màu đen, khuôn mặt khôi lỗi màu đen có vẻ không tình nguyện nhưng cũng không nói gì, xoay người bước ra bên ngoài. Bạch Linh đạo hiếu, phiền ngươi đi hủy bỏ cấm chế xung quanh không gian đại khư, sau đó đưa người khôi thành đến đây tiếp kiến. Giải đạo nhân nói với khôi lỗi màu trắng, khôi lỗi màu trắng đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi. Về phần kim linh đạo hiếu, người đi chuẩn bị một chút, sau này hợp lực cùng ta thúc giục bản nguyên lực của tích lân không cảnh, mở không gian thông đạo đi ra bên ngoài. giải đạo nhân nói với khôi lỗi màu vàng. hàn lập nhìn ba cỗ khôi lỗi lần lượt rời đi, khuôn mặt lộ vẻ do dự. hàn đạo hiếu tựa hồ rất hiếu kỳ với ba cỗ khôi lỗi này. giải đạo nhân ngồi xuống một chiếc ghế trên đại điện, để hàn lập ngồi một bên, từ tốn nói. đúng là có một chút, ba cỗ khôi lỗi này đều có được linh trí hoàn chỉnh, không biết là loại khôi lỗi gì. hàn lập gật đầu hỏi lại, lấy kiến thức lịch duyệt của hàn đạo hiếu hẳn là đã hiểu được một chút không ngại nói thử xem. Giải đạo nhân cười nhạt nói, thật đúng là không thể gạt được giải đạo hiếu, ba cỗ khôi lỗi này chắc là có liên quan với việc ngươi chém ra tam thi. Đuôi lông mày hàn lập khẽ động, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói. Ha ha, hàn đạo hiếu nói không sai, ta xác thực chém ra tam thi, rồi phong ấn vào bên trong ba cỗ khôi lỗi này. Giải đạo nhân cười ha ha nói, ta nghe nói, tu sĩ đại la trở lên rất đau đầu với việc xử lý tam thi chém ra. Tam thi không giết được, nếu chém chết sau này sẽ ảnh hưởng tới bản thể nhưng giữ ở bên người thì những tam thi kia lúc nào cũng có thể phản phệ cho nên người thiên đình mới nghĩ trăm phương ngàn kế phong ấn chúng đến hôi giới giải đạo hữu lại có thể phong ấn tam thi vào trong khôi lỗi lưu lại bên cạnh để sử dụng đúng là cao minh hàn lập kinh ngạc nói hàn đạo hữu nói không sai tam thi xác thực rất khó xử lý đại bộ phận đại la hoặc đạo tổ đều sẽ phong ấn tam thi chém ra mà ta tu luyện là khôi lỗi pháp tắc có sở trường về khả năng điều khiển nên mới dám yên tâm giữ bọn hắn ở bên người như thế." Giải đạo nhân nói ra, Hàn Lập nghe xong, yên lặng gật đầu, cảm thấy có thu hoạch rất lớn. Những kinh nghiệm cấp đại la trở lên này không phải dễ dàng có thể nghe được. "Giải đạo hữu, chúng ta trở lại chuyện chính, sự tình ngươi vừa mới nói là gì?" Hắn lập tức hỏi lần nữa. "Việc này không vội, trước hết Hàn đạo hữu nghe ta nói đã." "Thân phận của ta, đúng như ngươi đoán." có quan hệ rất lớn cùng giả dương vương triều. Nói nghiêm túc thì ta chính là em ruột của đương kim thánh hoàng, thạch không ngư, cũng là thúc thúc của thạch xuyên không. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra, Hàn Lập mặc dù suy đoán giải đạo nhân rất có quan hệ với giả dương vương triều nhưng không nghĩ rằng lại đến mức thế này, trong lòng thất kinh. Giải đạo hữu nếu là đệ đệ của ma chủ, tại sao lại ở tích lân không cảnh này? Mà trước đó ta nghe ách quái cùng sa tâm nói, bây giờ các người thù địch với nhau. Hắn cân nhắc từ ngữ, hỏi, Việc này nói ra rất dài, muốn tìm hiểu kỹ thì trước tiên trở về thời điểm hai người chúng ta tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng, quá trình chi tiết không nói rõ được, tóm lại cuối cùng là đại ca thắng, ta thua. Không gian pháp tắc khổ tu trong cơ thể bị y rút đi, cũng may ta có chút năng lực, hơn nữa có người tương trợ, mới may mắn chạy thoát khỏi tay thạch không ngư, trốn vào trong tích lân không cảnh này. Giải đạo nhân bình tĩnh nói, sắc mặt hàn lập bất động nhưng trong lòng dậy sóng. Giải đạo nhân nói đơn giản nhưng tranh đấu năm đó nhất định rất ác liệt, mà giải đạo nhân nói câu không gian pháp tắc trong cơ thể bị rút đi, càng làm hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ là việc này tựa hồ quan hệ đến bí ẩn dạ dương vương triều, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thì ra là thế, bất quá thạch không ngư kia hẳn là sẽ không buông tha ngươi như vậy a à. Hàn lập gật đầu, lập tức nói ra, đó là đương nhiên, thạch không ngư bề ngoài có vẻ nho nhã rộng lượng nhưng mà thực ra chính là loại người có thù tất báo, hắn tự nhiên muốn chảm thảo trừ căn chẳng qua là tích lân không cảnh chính là không gian đặc thù trong thánh vực tồn tại từ thời kỳ viễn cổ người tiến vào nơi này tu vi sẽ bị áp chế triệt đề hơn nữa những người có tu vi từ đại la cảnh trở lên căn bản không thể đặt chân vào đây thạch không ngư cũng vô pháp tiến vào nơi đây ta mới có thể bảo toàn tính mệnh giải đạo nhân gật đầu nói ra tu sĩ đại la cảnh không thể tiến vào tích lân không cảnh này chẳng lẽ là có người thiết hạ cấm chế ở chỗ này nhưng mà có loại cấm chế có thể hạn chế được thạch không ngư sao hàn lập nhíu mày nói ra cảm thấy có chút khó tin tích lân không cảnh chính là không gian do một vị đạo tổ thời viễn cổ mở ra vị tiền bối kia thiết hạ quy tắc khắc nghiệt này trong không gian nơi đây cũng chính vì quy tắc này quá mức cường ngạch phá hủy cân bằng thiên địa đại đạo nơi đây mới có thể khiến chỗ này hoang vu như vậy giải đạo nhân giải thích a à, còn có chuyện bực này hàn lập nghe vậy khẽ giật mình sau đó nhìn lại chung quanh trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ Hắn bây giờ lính ngộ pháp tắc sâu dần nhưng cũng chỉ có thể dùng pháp tắc ảnh hưởng trong phạm vi nhất định, mà sau khi thu hồi lại pháp tắc, tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng. Vị viễn cổ đạo tổ kia vậy mà có thể lấy pháp tắc của bản thân tác dụng lên toàn bộ tích lân không cảnh, còn trải qua ức vạn năm vẫn không suy giảm. Cảnh giới cơ này hiện tại hắn không thể theo kịp, tu vi của hàn đạo hiếu chưa đạt tới cảnh giới này, cho nên không biết những chuyện như vậy. Nhưng lấy tư chất của ngươi, chắc hẳn rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới này. Giải đạo nhân cười nói, hy vọng có thể như lời giải đạo hữu nói. Nếu nơi này có quy tắc bực này, vì sao ngươi có thể đi vào nơi đây, hơn nữa còn ở chỗ này tiến giai cảnh giới đạo tổ. Hàn lập đổi chủ đề, lại hỏi, lúc đầu ta bị thạch không ngư rút hết pháp tắc trong người, tu vi giảm mạnh, rơi xuống cảnh giới thái ất, mới có thể tiến nhập nơi đây. Mãi sau này may mắn đạt được truyền thừa còn sót lại của vị viễn cổ đạo tổ kia, nên có thể xem như một nửa chủ nhân của tích lân không cảnh này, cho nên mới không bị quy tắc nơi đây trói buộc. Giải đạo nhân giải thích, thì ra là thế, vậy về sau lại xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại trở thành một cỗ khôi lỗi, còn chạy tới hạ giới. Hàn lập giật mình gật đầu, truy vấn, ở nơi này ta không thể tu luyện không gian pháp tắc được nữa, thế nên mới chuyển tu một loại pháp tắc cao thâm khác, khôi lỗi pháp tắc. Đây cũng là pháp tắc tu luyện của vị viễn cổ đạo tổ kia. Ta rất có thiên phú tu luyện khôi lỗi pháp tắc, lại nhận được truyền thừa chính thống còn sót lại của vị tiền bối đạo tổ kia, cuối cùng cũng lĩnh ngộ đến đại la cảnh sau đó liên tục chảm nhị thi, đạt tới đại la đỉnh phong. Bất quá ngay tại lúc ta chém một thi cuối cùng, lại bị tặc tử ách quái kia bán đứng, tạo điều kiện cho thạch không ngư nhúng tay, dẫn đến thất bại trong gang tắc, nhục thân vẫn lạc. Dưới sự bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác là phong ấn thần hồn ký ức vào trên thân một cỗ khôi lỗi, chính là hoàng kim giải kia, đưa nó đầu nhập hạ giới, chuẩn bị ngày sau đông sơn tái khởi. Chuyện sau đó, hàn đạo hiếu hẳn cũng đã biết, ta không cần nói thêm nữa giải đạo nhân thở dài tiếp tục nói không biết giải đạo hữu vừa nãy nói muốn nhờ ta chuyện gì hàn lập nghe nói những chuyện này chậm rãi gật đầu ta bây giờ mặc dù đạt được vị trí đạo tổ nhưng muốn tranh đấu cùng thạch không ngư vẫn là bại nhiều thắng ít muốn báo mối thủ năm đó cần phải tìm người giúp đỡ mới được giải đạo nhân nhìn hàn lập nói ra giải đạo hữu chẳng lẽ là muốn liên thủ cùng ta đối kháng thạch không ngư hàn lập nhíu mày lại kinh ngạc nói không sai giải đạo nhân mỉm cười gật đầu giải đạo hữu quá đề cao tại hạ rồi ta tự hỏi tuy bản thân có chút năng lực nhưng cũng chỉ là một thái ất cảnh nhỏ bé so sánh cùng thạch không ngư thì kém không biết bao nhiêu lần sao có thể trợ giúp ngươi được hàn lập bật cười nói hàn đạo hữu không cần hạ thấp mình trong thời gian ngắn đúng là ngươi không thể tạo thành uy hiếp gì với thạch không ngư nhưng lấy tư chất cùng tạo hóa của ngươi sớm muộn sẽ có một ngày sẽ đạt tới cảnh giới như chúng ta mà thể nội ngươi bây giờ mở ra nhiều huyền khiếu như vậy một khi ra ngoài thực lực nhất định tăng tiến rất mạnh. Ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Giải đạo nhân cười nói, Hàn Lập nghe vậy trong lòng hơi động, giải đạo nhân tận lực trợ giúp hắn tăng lên tu vi nhục thân, nguyên lai còn có dự định sâu xa này. Chỉ là, mặc dù hắn và giải đạo nhân là bằng hiếu, nhưng lời hứa trước đó đã hoàn thành, hiện tại nếu tùy tiện tham dự vào tranh đấu giữa hai đại năng đạo tổ, sơ sẩy một chút thì kết cục chính là hóa thành cho bụi. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn lộ vẻ trần chờ. Hàn đạo hữu yên tâm, Ta không bắt ngươi ở lại nơi đây đâu, chỉ là muốn chờ ngày sau thực lực ngươi đầy đủ, có thể đến giúp ta một chút sức lực. Hơn nữa, Thạch Mộ sẽ không để Hàn Đạo Hữu thiệt thòi khi giúp ta đối phó Thạch Không Ngư. Vật này coi như một chút tạm ứng của ước hẹn hôm nay đi." Giải đạo nhân phất tay lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Chương 991, bất lực. Hàn lập tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn vào, phát hiện bên trong là một đoàn bạch quang đang chuyển động chậm rãi, cứ chuyển động sau một vòng quang đoàn màu trắng liền chấp động bành trướng thoáng một phát, phảng phất như có sinh mệnh. Mà ở trung tâm quang đoàn là một quả đan dược màu trắng, phía trên ẩn hiện vô số quang điểm, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ khí tức sinh mệnh cường đại. Đây là, ánh mắt hàn lập lóe lên, đan dược này tản mát ra khí tức lại có chút tương tự với trái tim của giải đạo nhân. Đan dược này tên là huyền chân đan, là ta dùng bản nguyên tinh khí kết hợp nhiều loại tài liệu chân quý khác luyện chế thành, Tuy đan này không phải dùng để ngưng luyện thực phách nhưng trong đó ẩn chứa không ít huyền chân chi tinh, đủ cho ngươi ngày sau dùng để tiến giai đại la cảnh." Giải đạo nhân chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe vậy vừa mừng vừa sợ, đại danh huyền chân chi tinh, hắn đã từng thấy nhiều lần trên điển tịch, chính là vật mấu chốt giúp tiến giai đại la cảnh. Tiến giai đại la cảnh, ngoại trừ tu vi đầy đủ, đã thông 360 chỗ tiên khiếu, điểm trọng yếu nhất là cần hoàn thành lột xác thần hồn, chuyển hóa hồn phách bình thường thành chân hồn đại la muốn hoàn thành quá trình lột xác này cần phải có huyền chân chi tinh. Huyền chân chi tinh cực kỳ chân quý, tương truyền chỉ có xuyên qua cửu thiên cương phong, tiến vào thiên ngoại hư không vô cùng nguy hiểm, ở chỗ thiên địa trí cao thuần khiết đó mới có thể tìm được một ít thần vật huyền thiên. Mà giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân thạch trảm phong tiến vào tích lân không cảnh, chỉ sợ cũng là vì muốn đạt được huyền chân chi tinh này, để ngày sau tiến giai đại la. Vậy thì đa tạ giải đạo hữu rồi, vật này đúng là ta cần đấy hàn lập không khách khí nhận lấy bình ngọc giải đạo nhân thấy hàn lập nhận lấy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giải đạo hữu tặng báu vật này cho ta hàn mỗ cũng không phải người bất cận nhân tình chờ ngày sau tu vi đầy đủ tất nhiên sẽ trở về giúp ngươi một tay hàn lập trịnh trọng nói ra vậy thạch mỗ cảm ơn trước một viên huyền chân đan nho nhỏ xa xa không đủ để đền đáp việc hàn đạo hữu tương trợ nếu có gì cần ta cứ nói ra giải đạo nhân cười nói nếu giải đạo hữu nói như vậy tại hạ xác thực có một việc muốn làm phiền giải đạo hữu Hàn lập nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra. a à, việc gì, cứ nói đừng ngại. Giải đạo nhân hơi ngẩn ra, ngay sau đó nói. Vẫn là vì sự tình đề hồn, hôm nay thần thông giải đạo hữu đại tiến, tại hạ hy vọng ngươi có thể khám và chữa bệnh cho nàng một chút. Hàn lập nói như thế. Hơn ngàn năm trước, giải đạo nhân chỉ truyền thụ cho hắn một loại bí thuật phong cấm, tình huống lúc đó cũng không cách nào để cho gã xem xét kỹ đề hồn. Không có vấn đề, Giải đạo nhân lập tức gật đầu, sau đó bấm tay điểm một cái. Một đạo kim quang chui vào thân thể hàn lập, hóa thành một quang cầu màu vàng quay tròn trong đan điền của hắn. Giống như lúc trước, không gian áp lực chung quanh lập tức biến mất, tiên linh lực trong cơ thể hắn lần nữa khôi phục vận chuyển, lập tức mở ra không gian hoa chi. Hai người lập tức tiến vào trong đó, đi đến trong lầu các. Đề hồn nằm ở trên giường, từng đường vân màu đen hiện ra trên thân thể, hình thành một cái phong ấn thuật thức, tản mát ra từng cỗ khí thức phong ấn. Đây chính là bí thuật phong cấm mà giải đạo nhân đã truyền thụ cho hắn. Giải đạo nhân đi đến bên cạnh đề hồn, hai mắt quan sát cẩn thận, lông mày chợt nhân lại. Hàn lập chứng kiến thần sắc giải đạo nhân, trong nội tâm không khỏi lột bộp thoáng một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Giải đạo nhân bấm tay điểm lên mi tâm đề hồn, đầu ngón tay hiện ra tinh quang màu đen, hơn nữa nhộn nhạo từng vòng ra chung quanh. Thân thể đề hồn run lên một cái, chân hơi hơi co, tựa hồ muốn tỉnh lại. Hàn lập thấy vậy, Lập tức vui mừng nhướng mày, nhưng sau một khắc, thân thể Đề hồn lần nữa khôi phục yên lặng, không động đậy được nữa. Mà sắc mặt Giải đạo nhân khẽ biến, bàn tay đảo một cái, nơi lòng bàn tay bắn ra một đám hắc quang, chui vào mi tâm Đề hồn. Thân thể Đề hồn lại hơi chấn động thoáng một cái, sau đó lập tức khôi phục yên lặng. Sắc mặt Giải đạo nhân ngưng trọng, chậm rãi thu bàn tay về, hai hàng lông mày nhíu chặt. Giải đạo hữu, tình huống Đề hồn thế nào? Tâm thần Hàn lập lo lắng hỏi. Tình huống đề hồn đạo hữu rất kỳ lạ, nàng tựa hồ bị một loại pháp tắc chi lực cực kỳ lợi hại đả thương, nguyên khí thần hồn không ngừng tiêu tán. Ta chỉ có thể ổn định tình huống của nàng nhưng muốn trị hết, ta đành bất lực. Giải đạo nhân lắc đầu, nói ra, dùng tu vi đạo tổ của ngươi mà không cách nào trị hết cho đề hồn, vậy còn ai có thể trị hết cho nàng đây? Hàn lập nghe vậy, trái tim trở nên lạnh buốt, chậm rãi nói ra. Tuy rằng vị đại tế ti ma tộc kia còn chưa trần trị cho đề hồn, nhưng lấy thực lực của giải đạo nhân mà còn bất lực đại tế ti ra tay chỉ sợ cũng vô dụng lệ đạo hữu không cần nản trí như vậy đạo tổ cũng không phải toàn năng ta tu tập khôi lỗi pháp tắc có sở trường điều khiển trên phương diện cứu người lại không am hiểu thế gian pháp tắc ngàn vạn huyền ảo khó lường vượt xa tưởng tượng của ngươi ta tuy rằng không cứu được đề hồn nhưng người khác lại có thể giải đạo nhân khẽ cười một tiếng nói ra vậy sao người này là ai vậy thần sắc hàn lập khẽ giật mình vội vàng hỏi chính là người lúc trước thạch xuyên không nói cho người biết đại tế ti của tế tự điện người này tu luyện là hồn phách pháp tắc hơn nữa đã đạt đến cảnh giới cực cao hẳn là có thể trị hết cho đề hồn giải đạo nhân nói ra thì ra là thế đa tạ giải đạo hữu chỉ điểm hàn lập nghe vậy ánh mắt sáng lên ôm quyền nói ra hiện tại đại hoàng tử đã chết muốn xin đại tế ti ra tay chỉ sợ phải phiền toái rất nhiều nói không chừng sẽ liên quan đến xung đột trực tiếp của giả dương vương triều nhưng vì đề hồn hắn đành phải bất chấp giải đạo hữu khi nào ngươi mở ra không gian thông đạo ý nghĩ trong đầu hàn lập chuyển động rất nhanh hạ quyết tâm hỏi hiện tại tuy rằng đã tiến giai đạo tổ nhưng muốn mở ra không gian thông đạo để ra ngoài ta vẫn cần chuẩn bị một chút hơn nữa lần này mở ra thông đạo không gian cũng không phải chỉ một người đi ra ta còn có an bài khác đợi đám người xa tâm quay lại rồi hãy nói không sai biệt lắm chừng nửa năm sau a à, giải đạo nhân suy nghĩ một chút nói ra hàn lập chậm rãi gật đầu Đối với chuyện này đương nhiên không dị nghị gì. Hai người lập tức ly khai không gian Hoa Chi, đi ra bên ngoài. Giải đạo nhân còn rất nhiều sự tình trước khi mở ra không gian thông đạo nên rất nhanh cáo từ ly khai, Hàn lập lại trở lại chỗ bế quan lúc trước. Sau khi giải đạo nhân ly khai đại điện, rất nhanh đến một gian mật thất. Trong mật thất chỉ có một ngọn đèn, ngọn đèn chiếu sáng một khu vực nhỏ mờ nhạt, nơi khác vẫn như cũ đen kịt một mảnh. Giờ khắc này, một bóng người mông lung màu đen đứng chắp tay bên cạnh ngọn đèn giải đạo nhân chứng kiến bóng người màu đen trên mặt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc tựa hồ đã sớm biết trước thạch đạo hiếu nhiều năm vất vả hôm nay rốt cuộc một chốc mà thành chúc mừng bóng người màu đen xoay người lại khuôn mặt mơ hồ không rõ thân hình cũng mê mê mang mang tựa hồ không phải là thực thể mà là một cái hình chiếu còn phải đa tạ tiền bối năm đó chỉ điểm năm đó ta thiếu niên khí phách chém liên tục nhị thi tính một mạch chém dụng đệ tam thi kết quả tâm tình có tỷ vết, dù tạc tử ách quái không dẫn thạch không ngư tới thì lần chảm thi kia cũng sẽ thất bại. May mắn giây phút cuối cùng được tiền bối chỉ điểm, phòng ấn trí nhớ thần hồn trên người khôi lỗi, hóa thân thành khôi lỗi, đến hạ giới tự nghiệm khôi lỗi chi đạo. Lần này lại từ khôi hóa người, lúc này mới hoàn toàn minh bạch chân ý khôi lỗi pháp tắc, rốt cuộc một lần hành động thành công. Giải đạo nhân vái chào về hướng bóng người mông lung một cái thất thấp, cảm kích nói. Bất quá là chỉ điểm một chút kinh nghiệm tu luyện mà thôi, thạch đạo hữu có thể lĩnh ngộ cũng là một tính ngươi bất phàm bóng người mông lung nhàn nhạt, nhạt nói ra bất kể thế nào đại ân tiền bối thạch mỗ suốt đời khó quên giải đạo nhân cung kính nói lời cảm tạ vô nghĩa như vậy ta không muốn nghe nữa lần này ta tới chẳng qua là muốn hỏi ngươi hiệp nghị năm đó còn có giá trị hay không bóng người mông lung hỏi đương nhiên thạch không ngư hại ta thảm hại như vậy ta nếu không hảo hảo báo đáp hắn một phen vậy quá tiện nghi cho hắn rồi Giải đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, thạch không ngư chấp trưởng ma vực đã lâu, thực lực hùng hậu, xa xa không phải thích lân không cảnh nho nhỏ này của ngươi có thể đối phó. Huống chi giờ phút này tuy ngươi chứng thành đạo tổ nhưng đơn đả độc đấu, vẫn xa xa không bằng thạch không ngư. Do đó, không nên gấp gáp cầu thành, chúng ta chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Trong mắt bóng người mông lung hiện lên vẻ vui mừng, lập tức dặn dò. Ta hiểu rõ, ta sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai, tiền bối yên tâm giải đạo nhân gật gật đầu nói ra vậy thì tốt đúng rồi lần này ta tới đây còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ bóng người mông lung nghe vậy khẽ vuốt cằm lập tức nói ra tiền bối mời nói giải đạo nhân nghe vậy khẽ giật mình lập tức nói ra bóng người mông lung đi đến bên cạnh giải đạo nhân bờ môi khẽ nhúc nhích giải đạo nhân nghe vậy vô thức nhìn về một phương hướng sắc mặt khẽ biến chỗ hàn lập bế quan Năng lượng của quang cầu màu vàng trong đan điền hắn sung túc hơn nhiều so với trước, giờ phút này còn đang quay tròn, vẫn chưa tiêu tán. Hàn lập khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tiên linh lực, quanh người lập tức đại thịnh kim quang. Từ lúc tiến vào tích lân không cảnh, khoảng chừng hơn một nghìn năm hắn không được vận chuyển tiên linh lực thoải mái như vậy, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ sung sướng. Thời gian pháp tắc chi lực ẩn núp trong cơ thể hàn lập nhiều năm, hôm nay rốt cuộc không bị trói buộc, giống như sóng giữ lao nhanh trong cơ thể hắn ô ô n g một tiếng một viên luân màu vàng xuất hiện ở phía sau hắn xoay tròn không thôi chính là chân môn bảo luân lập tức một bên khác của thân thể hắn lóe lên hào quang quang âm tịnh bình hiển hiện ra sau đó hào quang chấp liên tục những vật như huyễn thần sa lậu đoạn thời lưu hỏa đồng ất thần mộc nhao nhao hiển hiện tự chuyển động vây quanh thân thể hắn hàn lập nhướng mày chân ngôn bảo luân và những vật này giờ phút này đều tự động hiển hiện cũng không phải do hắn kích phát chẳng lẽ lại muốn tới rồi trong lòng của hắn cả kinh, lẩm bẩm Vào thời khắc này, từng sợi tinh ti thời gian pháp tắc từ trên những vật này bắn ra, ngưng tụ thành một cái vòng tròn màu vàng, lượn vòng không thôi. Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể hàn lập tuôn ra ùn ùn chui vào trong vòng tròn màu vàng. Vòng tròn màu vàng nhanh chóng biến lớn lên, trong nháy mắt to gấp bội lúc trước, tỏa ra kim quang chói mắt, hơn nữa rung động lắc lư dồn dập phát ra thanh âm run rẩy bén nhọn. Vèo một tiếng, một đoàn lục quang từ ngực hắn bay ra, lục quang thu vào hóa thành một cái tiểu bình màu xanh sẫm, chính là trường thiên bình. Chỉ thấy trên thân bình tỏa sáng hào quang, giống như một đoàn kiêu dương màu xanh lá, đồng thời tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại. Vèo một tiếng vang lên, vòng tròn màu vàng bay vụt đến, hơn nữa rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng bằng với miệng trưởng thiên bình, trực tiếp khảm lên trên đó. Cả hai tiếp xúc, một cỗ thời gian pháp tắc chi lực bàng bạc từ trên trường thiên bình nhộn nhạo ra. Trường thiên bình lập tức nhanh chóng biến lớn, trong bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, biến thành một đoàn mây xanh biếc, cuồn cuộn không thôi. Ngay sau đó, miệng bình chấp động lục quang, một đạo lục mang vừa thô vừa to từ đó phun ra, chui vào trong hư không phía trước. chương 992, Bí cảnh mê tung, ầm ầm, hư không phía trước chợt vỡ tan mở ra, từ trong đó tuôn ra vô số tinh quang, ngưng tụ thành tấm tinh bích, phía trên có vô số cảnh vật nhanh chóng chấp hiện. Xoẹt một tiếng, bỗng nhiên trên tấm tinh bích tỏa sáng hào quang, từ đó hiện ra một vòng xoáy thật lớn, xoay tròn không ngớt, phát ra một cỗ hấp lực cực lớn, bao phủ cả người Hàn Lập lại. Sắc mặt Hàn Lập như thường, không có tránh né, mặc cho cỗ hấp lực cuốn người hắn lên. Nhưng ngay đúng lúc đó, quang cầu màu vàng trong đan điền của hắn bất ngờ lóe lên rồi dập tắt, tiên linh lực vận chuyển trong thể nội chậm lại rất nhanh. Vòng xoáy phát ra cỗ hấp lực cũng theo đó mà đại giảm, cả người Hàn Lập đã bị lôi kéo bay lên cũng ngừng động ngay tại đó, rồi lập tức bịch một tiếng lần nữa trở xuống lại mặt đất chỉ có điều đầu hắn đau đớn thần hồn không có chút lực phản kháng nào bị vòng xoáy hút vào ánh mắt hắn tối sầm lại mất đi ý thức khi hàn lập khôi phục lại ý thức thì thấy bản thân đã xuất hiện bên cạnh dòng sông lớn trên cánh đồng hoang vu trong dòng sông lớn vẫn như cũ có vô số quang cầu như giọt nước đang lơ lửng không ngừng chảy ào ào về phía trước so với lúc trước không có khác biệt gì giờ phút này hàn lập dưới hình thái thần hồn lơ lửng bên cạnh dòng sông lớn lại tới nơi này không biết nơi này đến cùng là chỗ nào nữa hàn lập nhìn xung quanh thì thào lẩm bẩm suy nghĩ trong lòng hắn chuyển động không có tới gần dòng sông lớn để tiến vào trong quang cầu nào đó mà dọc theo dòng sông lớn đi về phía thượng nguồn hắn muốn tìm điểm đầu của nơi này lúc này hắn ở trạng thái thần hồn phảng phất như một đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa không trung theo gió mà đi tốc độ cũng không nhanh cho lắm cảnh sát hoang vu vẫn như cũ đi tới chỗ nào cảm giác đều giống như nhau thực tế trong này không có thay đổi về ngày đêm thời gian trôi qua vô cùng mơ hồ Hàn Lập một đường đi về phía trước, dựa theo tính toán trong lòng hắn thì đại khái 7, 8 ngày rồi, con sông lớn bên cạnh không có chút biến hóa nào. Hắn dần dần cảm thấy mất kiên nhẫn, tuy vậy hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục đi về phía trước thêm 2 ngày, dù vậy dòng sông lớn bên cạnh vẫn như cũ không có chút mảy may biến hóa. Thôi vậy, không biết rõ nơi này cuối cùng bao xa nữa, nói không chừng có lẽ nơi này có huyễn thuật cấm chế nào đó, nếu cứ tiếp tục đi tới cùng thì khả năng lớn chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hàn Lập dừng bước lại, hơi trầm ngâm nhìn về phía dòng sông lớn đang muốn đi qua đó đúng lúc đó trên đỉnh đầu hắn lóe lên ánh sáng màu vàng từ đó hiện ra một đám mây màu vàng lớn nhỏ chừng vài thước trong đám mây có hai con mắt màu đen lớn chừng hạt đậu nhìn hàn lập ngươi là bình linh mắt hàn lập thấy mây vàng xuất hiện trong lòng giật mình lập tức nhận ra bản thể của mây vàng cặp mắt đen của mây vàng chớp chớp hai cái dường như đang quan sát hắn không biết các hạ xuất hiện lúc này là có chuyện gì hàn lập nhíu mày lại mở miệng hỏi hắn vừa dứt lời đột nhiên mây vàng sáng lên từ đó bắn ra một đạo tinh quang màu vàng vô cùng nhanh chóng chui vào trong thần hồn hắn thần hồn hàn lập căn bản không kịp tránh né tinh quang màu vàng đã nhập vào người hắn hóa thành một cỗ khí lưu ấm áp dung nhập trong thần hồn trong lòng của hắn kinh hãi đang muốn mở miệng chất vấn thì bình linh mây vàng giữa không trung bỗng nhiên lóe lên rồi lần nữa biến mất hàn lập ngạc nhiên đứng ngẩn người chốc lát tiếp đó tra xét cẩn thận tình hình trong thần hồn Thủy Trung không tra tìm ra được vẻ khác thường nào cả, cũng không có chút cảm giác khó chịu. Hắn im lặng một lát, rồi tạm thời gác lại việc này, đi tới bên dòng sông lớn, nhìn xuyên thẳng qua vô số quang cầu bên trong dòng sông. Trải qua nhiều lần xuyên qua như vậy, hắn đối với lai lịch quang cầu trong dòng sông cũng có suy đoán đại khái. Những quang cầu này, mỗi một cái đều đại diện cho một tọa độ thời gian, chỉ cần tiến vào quang cầu liền có thể trở về thời điểm đó trong quá khứ. Vẻ mặt hàn lập lộ ra do dự, ánh mắt chấp động không thôi thần thông xuyên qua thời gian của trường thiên bình hắn chưa từng biết nếu có thể hoàn toàn nắm giữ được nó chỗ tốt có thể nói là không cách nào đo lường được không nói những cái khác có môn thần thông này muốn dò xét chuyện trong quá khứ sẽ dễ dàng rất nhiều chẳng qua số lượng quang cầu trong dòng sông thật sự có quá nhiều hơn nữa dường như không có cái quy luật rõ ràng nào có vẻ hơi lộn xộn nếu muốn xuyên qua quá khứ nào đó chỉ có thể nhìn vào vận may của mình hàn lập thở dài trong lòng thầm nghĩ nếu có thể khống chế được tọa độ thời gian để xuyên qua, giờ phút này hắn có phần muốn dò xét những lời giải đạo nhân nói vừa rồi có là thật hay là giả. Hiện giờ giải đạo nhân đã dung hợp với bộ thành hài kia, tu vi một bước lên trời, đạt tới cảnh giới đạo tổ, vì vậy mà giữa hai người lại sinh khoảng cách, không còn thân thiết gắn bó như trước đó nữa. Những lời giải đạo nhân vừa mới nói, ăn khớp hợp lý không có chút sơ hở. Chẳng qua Hàn Lập vẫn luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình nào đó. Vào ngay lúc đó, sự biến nảy sinh, quang cầu trong dòng sông đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, giống như nổi lên sóng lớn. Ngay sau đó, từng tiếng gió gào thét vù vù vù. Chờ từ trong sông lớn bay ra 10 cái quang cầu to nhỏ khác nhau, dừng lại trong dòng sông gần chỗ Hàn Lập, không hề lưu chuyển về phía trước. Mặt Hàn Lập lộ vẻ ngạc nhiên, hắn quan sát cẩn thận những quang cầu kia. Trên quang cầu cũng giống như lúc trước, hiện ra đủ loại cảnh tượng, chỉ là cảnh tượng trong các quang cầu lần này cơ bản giống nhau, đều là một cung điện lộng lẫy cung điện này sao mà nhìn có hơi quen mắt nhỉ? Hàn lập nhìn qua lập tức giật mình, tự thì thào. Cung điện trên quang cầu này chính là mảnh kiến trúc lân cận thiên cơ điện, nhìn tình cảnh trên những quang cầu này, khắp nơi trong cung điện lúc này đang phát sinh ra một trận kịch chiến. Hàn lập hết sức kinh ngạc, trầm ngâm một lát, ánh mắt liền rơi vào quang cầu lớn nhất, rồi tiến gần hai bước. Đột nhiên trên quang cầu phóng xuất ra một cỗ lực lượng thôn vệ thật lớn, vèo một tiếng, hút thần hồn Hàn Lập vào bên trong. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa mất đi ý thức. Không biết trải qua bao lâu, Hàn Lập chậm rãi tỉnh lại, phát hiện giờ phút này hắn đã nhập vào nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp màu đen đang nằm bên trong một tòa cung điện đã đổ sụp gần nửa, vị trí đan điền dưới bụng bị lưỡi dao xuyên qua tạo thành một cái lỗ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Còn trên đỉnh đầu hắn đang lơ lửng một cái quang luân màu vàng hơi mờ, phía trên chấp động hơn một ngàn đoàn thời gian đạo văn. Tiếng vang liên tục từ phụ cận truyền đến, hiển nhiên đang kịch chiến. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không có lập tức điều khiển nam tử mặc áo bào màu vàng đứng lên, mà lấy thần niệm câu thông ký ức còn sót lại của gã. Lập tức một cỗ ký ức khổng lồ tràn vào đầu Hàn Lập, hắn vội vàng tiêu hóa những ký ức đó, một hồi lâu mới hoàn toàn hấp thu. Nam tử mặc áo bào màu vàng này tên là Ô Tuyên, chính là một tên tù phạm bị giam vào tích lân không cảnh, về sau được thạch không giải cũng chính là giải đạo nhân thu về dưới trướng, bởi vì có thực lực không yếu cho nên đảm nhiệm trước cận vệ theo sát giải đạo nhân hơn trăm năm trước giải đạo nhân bắt đầu bế quan tu luyện ý đồ muốn chém dụng một thi cuối cùng để thực hiện một bước trọng yếu cuối cùng kia khắp nơi thích lân không cảnh vì vậy mà giới nghiêm chưa từng nghĩ tới đột nhiên hôm nay có số lớn địch nhân giết vào bước thẳng tới thiên cơ điện nơi giải đạo nhân bế quan hàn lập nhìn thấy ký ức ô tuyên ánh mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị trước đó hắn đứng bên cạnh dòng sông lớn từng có ý nghĩ muốn dò xét kịch biến của giải đạo nhân năm đó giờ phút này liền tới nơi này Chẳng lẽ hắn đã có thể điều khiển xuyên thẳng đến đúng tọa độ thời gian rồi sao? Hàn Lập càng nghĩ càng cảm thấy không phải ngẫu nhiên, mặc dù không biết vì sao nhưng quả thật hắn có năng lực khống chế được tọa độ thời gian. Có lẽ là do bình linh lúc trước gây nên, cũng có thể là có nguyên nhân nào khác. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đối với hắn đều là việc không thể tốt hơn. Hàn Lập rất nhanh đứng dậy, đi ra cửa đại điện đổ sụp rồi nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đám khôi lỗi chém giết cùng một chỗ. Hơn nữa cũng có một ít người có năng lực bay trên trời chém giết lẫn nhau, tiếng vang rung trời. Song phương giao chiến, một bên giống như ô tuyên mặc áo giáp màu đen, còn một bên khác thì lại mặc trên người chiến giáp màu tím đen. Hàn Lập đối với chiến giáp màu tím đen cũng không lạ lẫm gì, chính là áo giáp hộ vệ của Dạ Dương Vương Triều. Những người Dạ Dương Vương Triều này cao lớn dị thường, làn da hiện ra màu xanh đen, mặt ngoài lộ ra từng đạo hoa văn hình rồng, răng nanh trong miệng nhe ra ngoài, nhìn phảng phất giống như ác quỷ dữ tợn. Số lượng những người này không nhiều nhưng thực lực lợi hại phi thường, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ lại nhanh như chớp. Mặc dù số lượng bên Tích Lân không cảnh đông hơn nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Đây là Yểm Long vệ, xem ra đúng là năm đó Thạch Không Ngư đã đột kích. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, lúc tán gẫu với Thạch Xuyên Không, từng nghe y nói qua về các loại quân đoàn bí mật của giả Dương Vương triều, nhiều lần tán gẫu về sự tình có liên quan đến Yểm Long vệ. Đây là một nhánh quân đoàn được tạo thành từ thuần túy là luyện thể sĩ trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của ma chủ. Giờ phút này xem ra, những hiểm long vệ này có thực lực quả thực bất phàm, mỗi người đều không thua gì cao thủ đã đả thông 150 huyền khiếu. Hàn lập nhìn cuộc chiến ở phía ngoài, ánh mắt hướng về phía xa xa. Nhìn về phía đó mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có bốn tòa tháp nhọn 9 tầng, đứng sừng sững tách biệt ở bốn góc của một quảng trường bạch ngọc. Mà ngay chính giữa quảng tường, đứng lặng một tòa đại điện ngọc lưu ly mang khí thế hùng hồn, chính là thiên cơ điện. Càng đến gần nơi đó, cuộc chiến càng thêm kịch liệt. Hàn lập hơi trầm ngâm, kéo áo giáp trên người che vết thương ở trên bụng lại, rồi vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, cả người bắn đi, lao nhanh về phía thiên cơ điện. Hắn men theo cung điện gần đó để che giấu thân hình, nhanh chóng tới gần thiên cơ điện. Ban đầu dựa vào vạn khiếu không tịch thuật cho nên không bị ai chú ý tới, chẳng qua càng đến gần thiên cơ điện, chém giết xung quanh càng thêm kịch liệt, người cũng càng nhiều, rốt cục cũng có người phát hiện ra hắn một tên yểm long vệ cầm trong tay chiến đao đánh tới nhanh như điện gân cốt trong thể nội vang lên âm thanh bùng nổ không ngừng chiến đao tím đen trong tay hóa thành một đạo đao quang hình rồng chém về phía đầu hàn lập ô tuyên chỉ mở ra hơn 100 huyền khiếu thực lực so với yểm long vệ tranh lệch không nhiều mà giờ phút này hàn lập lại đang sử dụng thân thể này cho nên về nhãn lực kiến thức thậm chí khả năng phán đoán tự nhiên khác nhau rất lớn cả người hắn khẽ lay động hai bên biến thành chín cái bóng trong nháy mắt lách qua một đao xét đánh này chín cái bóng lập tức ngưng tụ một thể sau lưng tên yểm long về kia, thân hình ô tuyên hiện ra, liền tiếp tục bay vụt về phía trước. Tên yểm long về kia đang muốn đuổi theo nhưng lại bị một tên của tích lân không cảnh ngăn lại, đành phải từ bỏ truy kích. Hàn lập thấy hành tung đã lộ, không e dè gì nữa, tả sung hữu đột xuyên qua đám người yểm long vệ đang kịch chiến, kiệt lực dùng toàn bộ thân thể này chịu đựng thi triển thân pháp đến cực hạn, không hề dừng lại giao thủ với người khác mà rất nhanh lao tới gần thiên cơ điện. Cuộc chiến nơi này càng thêm kịch liệt, đội ngũ hai phe chém giết lẫn nhau ngay trước cửa đại điện. Đó là, Hàn Lập núp sau vách tường phía tích gần đó, nhìn về phía cửa đại điện. Người cầm đầu bên tích lân không cảnh không ngờ chính là Sa Tâm. Nàng thao túng năm cỗ khôi lỗi đang hợp lại chém giết với một tên mặc chiến giáp màu xanh. Kẻ đó không phải ai khác, chính là ách quái. Huyền khiếu trên người lão chấp động hào quang, ước chừng 6-700 chỗ, trong tay lão nắm thanh man long kiếm. Dung mạo hai người thoạt nhìn cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là khí chất cứng rắn hiển nhiên không khôn khéo bằng sau này. Ách quái, không ngờ ngươi lại cấu kết với thạch không ngư, ngư hại chủ nhân, tội đáng chết vạn lần. Sa tâm phẫn nộ quát, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hôm nay thạch không giải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sa tâm, nhìn vào kết giao giữa ta với ngươi, ta khuyên ngươi hãy quy thuận Thánh Hoàng. Lấy thực lực của ngươi, nhất định Thánh Hoàng sẽ trọng dụng. Ách quái cười nói, mơ tưởng, Sa Tâm hừ lạnh một tiếng, điều khiển năm cỗ khôi lỗi phát ra công kích phô thiên cái địa. Chương 993, trận chiến năm đó, Ách Quái cười lạnh một tiếng, Man Long kiếm trong tay hóa thành một luồng gió đen bay lượn, ngăn cản toàn bộ công kích của khôi lỗi. Cùng lúc đó kiếm khí phun ra nuốt vào, cuốn lấy năm bộ khôi lỗi và Sa Tâm, ngăn cản không cho rời đi. Toàn bộ Yểm Long vệ tạo thành một thế trận hợp kích, ngăn cản những người bên phía Tích Lân không cảnh muốn tiến vào đại môn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng bắt đầu tính toán, sau một khắc cả người bay đi, hóa thành một đạo bóng đen phóng về phía cổng vào đại điện. Ba tên yểm long vệ phía trước lập tức phát hiện ra hàn lập, liền đồng thời ra tay. Một đạo kiếm quang màu vàng, một đạo đao mang sáng bóng, còn có một đạo thương ảnh màu xanh đồng thời đánh úp về phía hàn lập. Thân thể hàn lập không hề dừng lại, chân đạp mạnh một cái lên mặt đất khiến tốc độ đột nhiên tăng lên ba phần, vượt lên trước một bước, tiến vào phạm vi công kích của ba người phía trước. Chẳng qua cùng lúc đó, cánh tay hắn vung lên, một đạo thanh ảnh bắn ra từ trong tay áo hắn, linh hoạt như rắn, cuốn lấy vũ khí của ba người kia. Đó là một cây trường tiên màu xanh, vật này hắn lấy được từ trên thi thể của một tên yểm long vệ ở trên đường. Bị trường tiên màu xanh cuốn lấy nên vũ khí của ba người ngay lập tức bị đình trệ. Chân Hàn lập lại đạp mạnh lên mặt đất, trên làn da ẩn hiện màu máu, cơ thể nhoáng cái hóa thành mấy đạo tàn ảnh mơ hồ, tốc độ nhanh hơn vài phần so với lúc nãy cơ thể lóe lên lách qua ba người và tiếp tục lao tới hướng thiên cơ điện. Hắn sớm hạ quyết tâm, không lãng phí thời gian quần chiến với bất kỳ kẻ nào, không tiếc cưỡng ép toàn bộ tiềm năng của cơ thể, tranh thủ tiến vào thiên cơ điện. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng hoa lên một cái, một bóng người màu tím đen trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân hình người này vô cùng to lớn, so với hiểm long vệ bình thường thì cao hơn hai cái đầu gã mặc một chiếc áo giáp màu tím đen, giữa ngực có khắc hoa văn một đầu rồng màu vàng, nhìn giống như là thủ lĩnh. Một cánh tay to lớn của gã lăng không vung lên thành hình vòng tròn, ánh sáng màu đen như thực chất từ trong tay gã tản ra, bao phủ mấy đạo nhân ảnh do Hàn Lập biến thành. Mấy đạo nhân ảnh bị hắc quang bao lại, lập tức chậm chạp hơn rất nhiều, dường như đã dừng lại. Hừ, có chút tài mọn thân pháp cũng dám khoe khoang. Thủ lĩnh hiểm long vệ cười lạnh một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền, hung hăng đập xuống một quyền phong màu đen dữ dội bộc phát trên nắm tay mấy đạo nhân ảnh giống như bọt nước đụng vào quyền phong màu đen lập tức trở nên tán loạn nhưng thân ảnh hàn lập cũng không xuất hiện giống như đã biến mất hoàn toàn cái này thủ lĩnh yểm long vệ đột nhiên sững sờ phía trên tiếng của ách quái truyền đến thủ lĩnh yểm long vệ nghe vậy vội vàng ngừng đầu chỉ thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện ở cách mấy trượng trên đỉnh đầu của yểm long vệ đúng là hàn lập lúc này cơ thể hắn trở thành một mảnh huyết hồng như muốn nhỏ ra máu tươi nhưng tốc độ lại nhanh hơn, mang theo đạo tàn ảnh, vèo một tiếng bay vút qua đầu thủ lĩnh hiểm long vệ. Thủ lĩnh hiểm long vệ muốn chặn lại nhưng đã không kịp. Ô tuyên từ khi nào lại có thực lực bậc này? Sa tâm cũng chú ý đến nơi đây, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cánh tay nàng lại lập tức vung lên. Đều là phế vật, ở giữa không chung, ách quái nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt giận dữ, vung tay lên. Trên cánh tay gã sáng lên gần 100 huyền khiếu, hiện ra huyết quang mơ hồ nhẹ nhẹ, sau một khắc man long kiếm trong tay gã hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen bắn ra trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lưng hàn lập khoảng nửa trượng đâm về phía hậu tâm của hắn khuôn mặt hàn lập khẽ thay đổi cơ thể lướt ngang sang bên cạnh né tránh nhưng tốc độ của man long kiếm thực sự quá nhanh không thể né tránh hoàn toàn được cánh tay trái của hắn sẽ bị đâm trúng ánh mắt hắn lóe lên nhưng không làm gì hết mặc kệ man long kiếm chém xuống cơ thể lại bay vào tới phía trước nhưng tại thời điểm này một đạo kim ảnh ở bên cạnh phóng tới trong nháy mắt đã ở ngay sau lưng Hàn Lập. Đó là một con khôi lối hùng ưng màu vàng, hai móng vuốt màu vàng sắc bén chụp lấy Man Long kiếm. Man Long kiếm dễ dàng phá hủy hai móng vuốt màu vàng sắc bén kia, xoẹt một tiếng, đâm xuyên qua ngực con khôi lối hùng ưng nhưng sức mạnh của Man Long kiếm cũng đã cạn kiệt và dừng tại chỗ. Ánh mắt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cơ thể vẫn tiếp tục di chuyển, phía trước đã không còn thứ gì ngăn cản, thân ảnh của hắn lóe lên bay vào cửa chính thiên cơ điện. Khuôn mặt ách quái giận dữ bỗng nhiên nhìn về phía xa tâm. Khóe miệng xa tâm lộ ra một nụ cười, đắc ý nhìn ách quái. Phái mấy người vào điện giết tên tạc tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn gây trở ngại cho thánh hoàng đại nhân. Ách quái không quan tâm đến xa tâm, nổi giận gầm lên một tiếng. Ách quái tựa hồ có uy quyền rất cao, bốn tên yểm long vệ nghe vậy lập tức rời khỏi chiến trường, đuổi theo hàn lập. Khuôn mặt thủ lĩnh yểm long vệ tái nhợt, cũng chạy vào bên trong điện. Đôi mắt xa tâm xoay chuyển, hai ngón tay bắt đầu chuyển động, còn khôi lối hùng ưng bị man long kiếm xuyên thủng lúc nãy đột nhiên trợn mắt hai đạo kim quang từ bên trong mắt nó bắn ra lóe lên chui vào vách thạch bích bên cạnh cửa điện âm một tiếng hai cánh cửa điện đang mở đột nhiên đóng lại một vài tên và thủ lĩnh hiểm long vệ không kịp dừng lại đâm sầm ngay vào cửa chính trên cửa điện lóe lên bạch quang nhưng vẫn đứng sừng sững bất động ngươi ánh mắt ách quái lạnh lùng tràn đầy sát khí nhìn về phía xa tâm cửa chính thiên cơ điện đã đóng cấm chế trên cánh cửa là do chủ nhân tự tay thiết lập dựa vào các người đừng mơ có thể mở ra ách quái ngươi lần này tính sai rồi xa tâm kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng cười lạnh nói hàn lập nhìn cửa điện phía sau lưng đột nhiên đóng lại hơi ngẩn ra ngay sau đó không để ý tới nữa đi vào bên trong điện dò xét tình huống bên trong thiên cơ điện giống nhiều năm sau này hắn thấy như đúc khắp nơi đều là mảnh vỡ của bàn ghế còn có cốt giáp của khôi lỗi đã bị tàn phá dường như vừa trải qua một cuộc chiến kịch liệt Lúc này, bên trong điện không có một bóng người, khắp nơi bao phủ bởi một màn xương máu, tản mát ra mùi vị ngọt ngọt. Huyết phụ này cũng không gây tổn hại gì, ngược lại cơ thể Hàn Lập lúc trước vì kích phát tiềm năng mà giờ động tác bị chậm lại rất nhiều, vậy mà sau khi chạm vào lớp huyết phụ này, lập tức hòa hoãn không ít. Hắn kinh ngạc nhưng cũng không chú ý đến, cơ thể nhoáng một cái lướt nhanh ra sau điện. Đúng như dự đoán, ghế đá màu đen vẫn nằm ở đó. Trong lòng hắn vui vẻ, tay nắm lấy chiếc ghế đá xoay một vòng. Giặc một tiếng, mặt đất phía sau ghế đá lập tức lộ ra một thông đạo màu đen, thông xuống lòng đất. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, quả nhiên cơ quan ở đây không có thay đổi. Hắn vận khởi vạn khiếu không tịch thuật, cơ thể bay xuống, do quen thuộc nên dọc theo thang đá, nhanh chóng đi đến trước cánh cổng ở phía cuối. Đằng sau cánh cổng là hang động ngầm khổng lồ, trong động truyền ra tiếng nổ mạnh ầm ầm như sấm sét, khiến cho toàn bộ hang động dưới lòng đất rung chuyển. Hàn Lập im lặng đi tới trước cửa vòm và cẩn thận quan sát hang động dưới lòng đất không khác so với sau này, bên trong là một huyết hồ khổng lồ, đang nhột nhạo dữ dội. Chỉ là ở giữa hồ không có đặt quan tài thủy tinh, mà lơ lửng một bệ đá huyết hồng hình vuông. Xung quanh bệ đá có chín cột ngọc cao lớn màu máu, trên thân khắc vô số đường hoa văn, tản mát ra huyết quang chói mắt, ngưng tụ thành một tầng hào quang huyết hồng dày đặc, bao bọc lấy bệ đá vào bên trong. Trên bệ đá lúc này có một bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là giải đạo nhân, toàn thân được bao trùm trong kim quang chói mắt. Lúc này hai mắt gã nhắm nghiền, lông mày rung động, dường như đang chịu một nỗi đau khủng khiếp. Cơ thể giải đạo nhân hơi run rẩy, từng sợi xương mù màu xám trắng chấp động lân quang từ khắp nơi trên cơ thể gã bay ra rồi bay lên phía đỉnh đầu gã. Vào thời điểm này, chúng ngưng tụ thành một khối không khí lớn hơn một trượng, cuồn cuộn chuyển động không ngớt, ngưng tụ lại thành một hình người mơ hồ. Trên không gian bên cạnh huyết hồ có ba đạo nhân ảnh đan sen, đang giao thủ kịch liệt. Tiếng nổ ầm ầm là do ba người này gây ra. Ba bóng người một đen một trắng một tím giao thủ với nhau, hai màu đen và trắng là hai cỗ khôi lỗi trảm thi của giải đạo nhân, còn bóng người màu tím là một nam tử trung niên mặc áo giáp màu tím. Người này Hàn Lập đã từng gặp, chính là ma chủ Thạch Không Ngư. Không, đây không phải là người thật, mà là một cỗ khôi lỗi. Hai mắt Hàn Lập nhìn, trong lòng khẽ động, ngay lập tức đoán ra chân thân Thạch Không Ngư. Ngẫm lại bên trong Tích Lân không cảnh không cho phép người có cảnh giới đại la trở lên bước vào chân thân thạch không ngư dĩ nhiên không thể vào được, chỉ có cách phụ thể vào khôi lỗi để tiến vào mà thôi. Động tác của ba người nhanh như chấp, phần lớn chỉ có thể nhìn thấy ba cái bóng mơ hồ, với tốc độ cảm nhận của Hàn Lập cũng không thể theo kịp chuyển động của ba người. Ba đạo nhân ảnh mỗi lúc hợp lại giao thủ đều phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền, khiến không gian chấn động mãnh liệt. Dường như có một tầng cấm chế trong hang động ở đây, không gian bị chấn động trùng kích như vậy nhưng chỉ bị rung chuyển, lại không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn. Nước trong huyết hồ như một cơn sóng cuồn cuộn dữ dội, càng dâng lên xương mù màu máu nồng đậm, tràn ngập toàn bộ không gian dưới lòng đất. Khôi lỗi màu tím thạch không ngư này có thực lực rất mạnh, toàn thân quấn quanh từng đạo hồ quang màu tím, thân hình di chuyển tựa như điện long màu tím xẹt qua hư không, dẫn tới tiếng nổ vang trầm thấp, những nơi đi qua đều kéo lê thành từng vết rách không gian. Thực lực hai cỗ khôi lỗi trảm thi của giải đạo nhân cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa cơ thể của chúng được bao bọc bởi một tầng kim quang, lại không bị áp chế bởi Tích Lân Không Cảnh có thể thi triển ma khí và phát tắc công kích. Nhưng đáng tiếc khôi lối của Thạch không ngư thực sự quá lợi hại, hai cỗ khôi lối của giải đạo nhân không thể đánh bại nó. Tuy nhiên, Thạch không ngư cũng không làm gì được hai cỗ khôi lối kia, thực lực của cả hai bên ngang ngửa với nhau. Sau một trận va chạm dữ dội, cả hai bên đều thối lui về phía sau. Thạch không ngư đạo hiếu, đừng cố gắng nữa, mặc dù khôi lối của ngươi bất phàm, nhưng vẫn không thắng được bọn ta. Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Thạch đạo hữu hôm nay đã không còn tu không gian pháp tắc, sẽ không tạo thành uy hiếp với ngươi, chỉ bằng hãy nghĩ biện pháp hóa giải ân oán trước kia, chung sống hòa bình. Nói cho cùng, tất cả mọi người đều là người trong thánh vực, Thiên Đình mới là địch nhân của chúng ta." Giải đạo nhân màu trắng nói. Thạch không ngư hừ một tiếng, không mảy may để ý đến lời nói của giải đạo nhân màu trắng, cơ thể nhoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt giải đạo nhân màu trắng khẽ biến, cơ thể vội vàng tránh sang bên cạnh vừa di chuyển sang chỗ khác cách hai ba trượng thì một nắm đấm lôi quang đã xuất hiện, oanh kích ngay tại vị trí lúc nãy gã đứng. Bùng một tiếng, chỗ bị nắm đấm đánh trúng, không gian giống như mặt hồ rung động lắc lư nứt toát ra, trực tiếp sụp đổ tạo thành một lỗ thủng màu đen lớn bằng vạc nước. Lúc này, một bóng đen lóe lên trên đỉnh đầu của thạch không ngư, chính là giải đạo nhân màu đen kia trống rỗng xuất hiện. Tay gã cầm một thanh kiếm màu đen, sau một hồi vang lên tiếng xùy xùy sắc nhọn lẫn trong tiếng gió, từng đạo đao mang màu đen nở rộ ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đen, chụp xuống thạch không ngư. Đao mang lướt qua, hư không giống như giấy dễ dàng bị chém toạc ra. chương 994 là ta, đối mặt với chiến đao màu đen trong tay giải đạo nhân chém xuống, thạch không ngư không sợ hãi chút nào, giơ cánh tay đánh lên phía trên một quyền, trên nắm tay đại phóng lôi quang màu tím. ầm vang lên một tiếng thật lớn, quyền đao chạm vào nhau, không gian chấn động kịch liệt, trực tiếp xé không gian ra bảy tám vết rách. Thạch Không Ngư và Giải Đạo Nhân màu đen đều bị đẩy lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó, ba người lại rất nhanh lao vào nhau chém giết. Hàn Lập núp ở phía xa nhìn thấy cảnh này, lúc đầu kinh ngạc sau đó thần tình rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mặt lộ vẻ do dự. Tình cảnh nơi đây, so với chuyện lúc trước Giải Đạo Nhân nói cho hắn biết không khác biệt nhiều, xem ra Giải Đạo Nhân không nói dối mình, thậm chí trình độ kịch liệt của trận chiến này vượt xa lúc Giải Đạo Nhân kể lại. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư ảnh viên luân trên không trung phía trên đã tắt đi không ít thời gian đạo văn. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, suy nghĩ bây giờ có nên rời đi hay không. Kỳ thật nói cho cùng, bản thân tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa gì nhiều, căn bản không có khả năng dùng cái thân thể yếu ớt này giúp giải đạo nhân làm được chuyện gì. Và lại hắn đã biết rõ tương lai giải đạo nhân cuối cùng thành tựu đạo tổ cảnh, tất cả những chuyện phát sinh bây giờ chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ là thật vất vả mới xuyên không đến đây một lần, hắn đang cân nhắc có nên đi qua địa phương khác xem thử. Vào thời khắc này, sau khi va chạm ầm một tiếng, trận chiến đột nhiên dừng lại im lặng. Thân hình thạch không ngư bắn ngược về phía sau, dừng lại gần cửa vào động quật dưới mặt đất. Hàn lập trong lòng cả kinh, vội vàng trốn đến bóng tối phía sau cửa, đồng thời toàn lực vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, thu liếm khí tức. Thạch không ngư vẫn chưa phát ra công kích, lẳng lặng đứng ở đó, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Đối phương chưa công kích, hai cỗ khôi lỗi chảm thi cũng không có động thủ. Bất quá chứng kiến thần tình trên mặt thạch không ngư, hai cỗ khôi lỗi nhíu mày giống như thường nhân, biểu lộ rất sống động, không khác gì người thật. Thạch không ngư đạo hiếu, thực lực hai bên chúng ta tương đương nhau, đánh tiếp bao lâu nữa cũng sẽ không có kết quả. Ta nói lại lần nữa, ngươi nên rời đi. Giải đạo nhân màu trắng chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta đã sớm biết chúng ta thực lực tương đương, hầu như không có khả năng đánh bại các ngươi. Thạch không ngư mỉm cười nói. Hàn lập ở đằng sau cửa vào nghe được thạch không ngư nói, trong lòng hơi ngẩn ra nếu đúng như lời thạch không ngư nói, vì cái gì gã lại kịch chiến với hai cỗ khôi lỗi chảm thi lâu như thế. Hiển nhiên có mưu đồ khác, hai cỗ khôi lỗi chảm thi bây giờ cũng ý thức được vấn đề này, sau khi sắc mặt trầm xuống, lập tức hóa thành hai đạo hào quang hắc bạch, đánh về phía thạch không ngư. Ha ha, thạch không ngư cười lớn, không để ý tới hành động của hai cỗ khôi lỗi chảm thi một chút nào, đột nhiên đánh một quyền vào trên ngực. Bụp một tiếng, một mảnh xương màu xám lớn chừng nắm đấm từ trong cơ thể lão bắn ra, phía trên khắc họa phù văn màu đen như một con bạch tuộc khô. Mảnh xương màu xám vừa rời khỏi thân thể thạch không ngư, mặt ngoài lập tức hiện ra hỏa diễm màu xám, bốc cháy lên hừng hực. Bên trong ngọn lửa màu xám mơ hồ hiện ra vô số phù văn màu đen, ngưng tụ thành một đồ án mặt người, ngũ quan dữ tợn, tràn ngập vẻ oán hận bi phẫn thấu xương, làm cho người ta nhìn thấy kinh hãi, trong miệng phát ra quái âm dồn dập. Lập tức, một cỗ pháp tắc u lãnh chấn động từ trong ngọn lửa màu xám phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng tích lân không cảnh bài xích hết tất cả năng lượng nguyên khí lực lượng pháp tắc cũng không ngoại lệ cỗ pháp tắc u lãnh này vừa xuất hiện lập tức bắt đầu suy yếu nhưng không lập tức biến mất mà vẫn khuếch tán ra ngoài như cũ nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian dưới mặt đất hàn lập trốn phía sau lưng thạch không ngư ở khoảng cách gần nhất bị lực lượng pháp tắc này ảnh hưởng đến đầu tiên hắn cảm thấy trong đầu mê man một cỗ lực lượng quỷ dị vô hình thẩm thấu trực tiếp tiến vào sâu trong trí óc của hắn đảo loạn thần hồn Hàn lập vốn thuần túy chỉ là thần hồn, đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như bị phủ lên một lớp cho bụi. Lực lượng thần hồn sao động quay cuồng, trong miệng thần hồn tiểu nhân phát ra tiếng gầm rú bực bội. Trước mắt hắn hiện ra các loại huyến tượng kỳ quái, đây là dấu hiệu tâm ma nổi lên. Cùng lúc đó, trong nội tâm hàn lập phiền muộn, thân thể sinh ra cảm giác buồn nôn không biết bao nhiêu năm chưa từng có, chỉ muốn phun ra hết lục phủ ngũ tạng. Đây là pháp tắc gì? Trong lòng hàn lập hoảng hốt, vội vàng cắt đứt liên hệ cùng thân thể, đồng thời toàn lực vận chuyển luyện thần thuật, ổn định thần hồn bị chấn động. Hai cỗ khôi lỗi trảm thi cũng bị lực lượng u lãnh pháp tắc bao phủ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ. Chớ chú pháp tắc, sắc mặt hai cỗ khôi lỗi đại biến, lập tức dừng thân hình lại, sau đó toàn lực bay tới bên giải đạo nhân. Đồng thời trên người bọn chúng hắc quang đại thịnh, bộc phát ra hai cỗ pháp tắc chấn động mãnh liệt, bao phủ vòng bảo vệ huyết sắc gồm cả giải đạo nhân vào bên trong. Mặc dù động tác hai cỗ khôi lỗi nhanh nhưng hơi chậm một bước, cỗ pháp tắc u lãnh xâm nhập vào trước khi bọn chúng kịp triển khai pháp tắc phòng hộ, xuyên qua huyết sắc hộ cháo, chui vào thân thể giải đạo nhân. Phốc, bên trong huyết sắc hộ cháo, nguyên bản giải đạo nhân đang toàn lực trùng kích cảnh giới đạo tổ, chém thi thứ ba, đột nhiên bị pháp tắc nguyền rùa tập kích, phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang quanh người y hỗn loạn, trùng sáng hình người trên đầu chấn động kịch liệt, có xu thế tan giã. Đúng vậy, chính là pháp tắc nguyền rùa, đáng tiếc bên trong tích lân không cảnh không cách nào thúc giục ma khí nên ta cần tốn chút thời gian mới có thể thúc giục được cái chứa niệm ác cốt này. Thạch không giải, ta đã từng nói qua, ngươi không đấu lại ta, mặc kệ ngươi tu luyện pháp tắc gì, cả đời này nhất định ngươi sẽ bị ta giẫm dưới chân. Thạch không ngư cười lớn, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào bên trong mảnh xương màu xám. Hỏa diễm màu cho sáng rực quang mang, gương mặt vặn vẹo bên trong rõ ràng gấp mấy lần. Hàn lập mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, bất chấp bị đám người thạch không ngư phát hiện, cố nén thần hồn không khỏe, bỏ chạy lên phía trên. nhưng hắn chưa kịp chạy được vài bước đã bị một cỗ lực lượng nguyền rủa mãnh liệt gấp mấy lần lúc trước phá không kéo tới, đánh vào bên trong thần hồn hắn. ầm, um, thần hồn hàn lập phảng phất như muốn bạo liệt ra, mọi kiên trì trong nháy mắt tan vỡ, toàn bộ người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, lăn từ sau cánh cửa vòm tiến vào không gian trong lòng đất. bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn không thể quan tâm chuyện khác, hai tay ôm đầu toàn thân run rẩy trong miệng không phát ra được âm thanh nào thạch không ngư nghe được động tĩnh sau lưng sắc mặt khẽ biến bỗng nhiên quay người nhìn lại vào thời khắc này hư không trước người gã lóe lên một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện người này thân mặc hắc bào trên mặt phủ một tầng xương mù màu đen bàn tay xòe ra bắt lấy mảnh xương màu xám kia dùng sức bóp chặt một tiếng giòn vang mảnh xương cốt màu xám biến thành cho bụi hỏa diễm màu xám nổ tung hóa thành một dòng khí lưu màu xám cuồng bạo xen lẫn pháp tắc chấn động mãnh liệt. Bóng người màu đen hiển nhiên không có dự liệu được uy năng hỏa diễm màu xám, hắc khí trên mặt bị khí lưu màu xám thổi bay một chút, lộ ra non nửa khuôn mặt nhưng ngay sau đó những hắc khí kia liền quay tròn ngưng tụ lại, bao trùm gương mặt lần nữa. Hàn Lập đang ôm đầu thống khổ nằm trên mặt đất, nhưng ánh mắt quét lung tung khắp nơi, trùng hợp thoáng nhìn thấy được non nửa khuôn mặt đối diện của bóng người màu đen kia, thân thể đột nhiên cứng lại, dừng dẫy ruộng. Đồng tử hắn co rụt lại mãnh liệt, Hiện ra thần tình kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, giống như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Sau một khắc, dòng khí màu xám mãnh liệt kia quét tới thân thể Hàn Lập, một cỗ chứa chú pháp tác mãnh liệt hơn nữa xâm nhập trong thần hồn của hắn. Choang một tiếng, ý thức của hắn giống như một tấm kính vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, sau đó hai mắt tối sầm, lâm vào trong bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập lúc này mới từ từ khôi phục ý thức, mở mắt. Đập vào mắt chính là nóc nhà thiên điện quen thuộc chớp động lên từng trận hào quang huyết hồng, đã phản hồi bản thể. Thần hồn hắn còn có chút đau đớn nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Hàn lập nhớ lại sự tình xuyên không lúc trước, cảm thấy ớn lạnh từ sống lưng đến đầu, đột nhiên trở mình ngồi dậy, mặt lộ vẻ khiếp sợ, miệng thở hồn hền. Một hồi lâu, thần tình hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại nhưng ánh mắt còn chấp động không thôi. Tuy bóng người áo đen kia chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt dù chỉ trong nháy mắt nhưng hắn vẫn thấy vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng quen thuộc nửa khuôn mặt bình thường làn da ngăm đen một chút không phải chính là hắn sao không phải tương tự mà là quả thật chính là khuôn mặt mình chuyện gì xảy ra làm sao có thể hàn lập trong lòng suy nghĩ điên loạn như sóng lớn tại sao có thể có bản thân khác chẳng lẽ là người khác dịch dung biến ảo nhưng chuyện giải đạo nhân trảm tam thi đã xảy ra không biết bao nhiêu vạn năm về trước khi đó chính mình còn chưa sinh ra thì làm sao có người biết dung mạo mình mà giả được chẳng lẽ là trùng hợp rất nhiều vạn năm trước có một người lớn lên giống mình như đúc bất quá trực giác của hắn tự nói với mình sự tình không đơn giản như vậy hàn lập đứng ngây ra ở đó thân thể không hề nhúc nhích không biết qua bao lâu một chàng tiếng gõ cửa vang lên hàn lập bỗng nhiên bừng tỉnh sửa sang lại đồ vật bên cạnh một chút đứng dậy mở cửa phòng ra một thân ảnh đứng ở bên ngoài đúng là khôi lỗi giải đạo nhân màu trắng hàn đạo hữu bọn người xa tâm đã đến giải đạo hữu đã chuẩn bị xong việc mở ra không gian thông đạo mời ngươi đi chủ điện. Giải đạo nhân màu trắng mỉm cười nói ra, đã qua nửa năm, Hàn Lập nghe vậy, lần nữa cả kinh. Chẳng lẽ sau khi thần hồn của hắn phản hồi bản thể đã lâm vào ngủ say, quá nửa năm mới tỉnh. Không sai, giải đạo nhân màu trắng nói ra, tốt, ta đã biết, lập tức tới ngay. Thần sắc Hàn Lập hơi hoảng hốt, gật đầu nói. Giải đạo nhân màu trắng mỉm cười, xoay người định đi ra. Người gọi là Bạch Linh, Hàn Lập ánh mắt lóe lên, đột nhiên gọi giải đạo nhân màu trắng lại đó là tên thạch không giải đạo hữu đặt cho ta giải đạo nhân màu trắng hơi giật mình lập tức nói bạch linh đạo hữu ta nghe giải đạo hữu đã từng nói rất nhiều năm trước lúc y lần thứ nhất chảm thi thứ ba đã từng bị thạch không ngư tập kích không biết có việc này không hàn lập suy nghĩ một chút về sau hỏi lúc đó vì có ách quái dẫn thạch không ngư tới khiến thạch không giải đạo hữu sắp thành lại bại cũng may những năm này y không ngừng khổ tu rốt cuộc bước qua cửa ải này giải đạo nhân màu trắng gật đầu nói ra a à, Vậy lúc giải đạo hiếu bị thạch không ngư tập kích, chắc hẳn Bạch Linh đạo hiếu cũng ở đó. Không biết y là như thế nào vượt qua được nguy hiểm. Có mời ngoại nhân tương trợ hay không? Hàn Lập hỏi tiếp, ánh mắt nhìn như tùy ý, kỳ thực là chú ý thần sắc biến hóa của giải đạo nhân màu trắng. chương 995, tạm biệt, bảo trọng. Nguy cơ lần đó kỳ thật cũng không có gì, tuy thực lực thạch không ngư mạnh nhưng ở bên trong tích lân không cảnh bị áp chế, phát huy không được bao nhiêu mà mục đích chính của hắn là cắt ngang thạch không giải đạo hữu tiến giai sau một kích đắc thủ liền lập tức rút lui không đuổi tận giết tuyệt chúng ta về phần ngoại viện chúng ta bị tù ở nơi này không cách nào dễ dàng ly khai cơ bản không tiếp xúc với thế lực khác ở thánh vực mà thạch không ngư tại thánh vực một tay che trời thế lực khác tránh mặt chúng ta còn không kịp làm sao dám xuất thủ tương trợ giải đạo nhân màu trắng cười cười ngữ khí bình tĩnh nói thì ra là thế hàn lập thoáng im lặng một lát rồi lập tức gật đầu cười nói Ta còn có một số việc phải làm, Hàn đạo hữu cứ tùy tiện nhé." Giải đạo nhân màu trắng hơi gật đầu, quay người ly khai. Hàn Lập nhìn thân ảnh giải đạo nhân màu trắng đi xa, khẽ nhíu mày. Chuyện năm đó, không biết giải đạo nhân và hai cố khôi lỗi trảm thi này có biết ngọn nguồn hay không nhưng nhìn bộ dạng giải đạo nhân màu trắng này, mặc dù biết rõ thì cũng không dễ nói cho người khác biết. Hỏi giải đạo nhân chỉ sợ cũng sẽ không có đáp án gì. Muốn hiểu chân tướng năm đó, chỉ có cách từ từ điều tra ở nơi khác. Hàn Lập suy nghĩ một chút, rất nhanh đi ra ngoài, đến chính điện. Trong chính điện đứng không ít người, ngoại trừ giải đạo nhân còn có hai mươi mấy người, đám người tử linh, sa tâm, lục hoa phu nhân, thạch xuyên không, trác qua, hiên viên hành, thậm chí còn có hai huynh muội chu tử nguyên, chu tử thanh đều ở đây. Một chỗ trống bên đại điện bố trí một tòa thạch đài màu trắng. Đỉnh thạch đài là một tòa pháp trận hình tròn to mấy trượng, tán phát ra từng trận hào quang hai màu kim bạch một cỗ chấn động không gian chi lực mãnh liệt từ trong pháp trận phát ra làm hư không trên pháp trận nổi lên từng gợn như sóng nước hình thành một vòng xoáy không gian to mấy trượng hàn đạo hữu người đã đến rồi giải đạo nhân đứng dậy đón chào đám người xa tâm thấy thế cũng vồn vã chào hỏi hàn lập tử linh đứng ở sau lưng xa tâm đôi mắt sáng nhìn hắn cảm nhận được hàn lập tản mát ra khí thức càng thêm hùng hồn to lớn khí chất càng thêm thành thục ổn trọng khiến đôi mắt đẹp không khỏi sáng ngời lại để chư vị chờ một mình ta hàn mỗ thật sự là không có ý tứ hàn lập chắp tay nói ra đâu có xa tâm bọn hắn cũng vừa mới đến chỗ truyền tống pháp trận này đã được thông suốt ra bên ngoài sau đó ta sẽ mở nó ra nếu hàn đạo hữu còn có chuyện gì nên xử lý ngay đi giải đạo nhân liếc tử linh có ý ám chỉ nói hàn lập nghe vậy thần sắc khẽ giật mình giải đạo nhân nói xong búng tay một cái một đạo kim quang chui vào trong cơ thể hàn lập tiên linh lực trong cơ thể hắn lần nữa khôi phục vận chuyển làm xong những thứ này giải đạo nhân đứng dậy đi đến bên cạnh pháp trận sa tâm lập tức đi tới hai người thấp giọng trao đổi với nhau tựa hồ thảo luận công việc truyền thống đối với hành động lần này của giải đạo nhân hàn lập không rõ cho lắm nhưng tiên linh lực trong cơ thể có thể vận chuyển luôn là chuyện tốt hắn định thần một chút cất bước đi tới bên cạnh tử linh phất tay bố trí một cái cách âm cháo đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị tử linh khoát tay chặn lại lần này ta tới đây chẳng qua là để đưa tiễn ngươi đừng đa tâm Tử Linh tự nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi định tiếp tục lưu lại nơi đây. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức giật mình liếc giải đạo nhân. Hóa ra giải đạo nhân đã sớm biết Tử Linh muốn lưu lại, cho nên vừa rồi mới nói như vậy, lại để cho hắn khôi phục tiên linh lực. Thiên sát chấn ngục công mà ngươi truyền cho ta, những năm này ta đã nghiên cứu qua, cảm thấy thật sự tinh diệu. Tinh thần lực bên trong tích lân không cảnh nồng đậm, chính là nơi tuyệt hảo tu luyện công pháp luyện thể này. Ta muốn ở chỗ này để thăng một ít thực lực rồi mới đi ra ma vực. Tử Linh gật gật đầu, nói ra, cũng tốt, hiện tại các nơi ở ma vực cũng không an toàn, tích lân không cảnh nơi đây ngược lại đỡ hơn một chút. Người ở nơi này hảo hảo tu luyện cho tốt, Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc trước mặt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Còn nữa, luyện thần thuật mà ngươi truyền thụ cho, ta đã bắt đầu tu luyện. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của tử Linh tràn đầy vẻ kiên định, lại nói tiếp ta biết ngay, người nhất định sẽ tu luyện công pháp này. Hàn Lập nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó thở dài. Trên phương diện tu luyện thần thức, thiên phú ta không tồi, tự nhận vẫn không thể so với Hàn Huynh nhưng nếu người có thể tu luyện luyện thần thuật này, ta đương nhiên cũng làm được. Tử Linh có chút dí dỏm, chừng mắt nhìn, nếu như người định tu luyện môn công pháp này, vậy tùy ngươi, bất quá trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề gì, nhớ rõ lập tức liên hệ với ta. Hàn Lập dặn dò, được, Tử Linh gật đầu cười nói. Hàn lập kéo tử linh đến một bên, lấy ra một ít vật phẩm đặc thù trong tinh không giới, lại thả vào đó một ít thứ gì đó. Cốt giới này thoạt nhìn hơi xấu một chút, bất quá đây là một chữ vật giới chỉ có thể sử dụng trong tích lân không cảnh, rất là hiệu quả. Nếu ngươi đã lựa chọn lưu lại, liền tặng vật này cho ngươi. Hàn lập lập tức gỡ tinh không giới ra, kéo tay trái tử linh lại, thay nàng đeo vào. Vật này quá mức chân quý, ta không thể nhận, hay là ngươi cứ giữ lại dùng cho tốt. Tử linh nghe vậy cả kinh, liền muốn gỡ giới chỉ ra. Không cần, ta sắp ly khai nơi này, ra đến bên ngoài căn bản không dùng đến giới chỉ này nữa. Hàn lập đưa tay ngăn trở động tác của tử linh, truyền âm cười nói. Cũng đúng, ta thiếu chút nữa quên rồi. Tử linh khẽ giật mình, lập tức bật cười nói. Trong giới chỉ có 9 tầng sau của công pháp thiên sát chấn ngục công, còn có một mặt nạ luân hồi điện. Về sau nếu người có chuyện, có thể dùng vật này liên hệ với ta. Ngoài ra, còn có một ít vật khác đều là thứ người cần dùng đấy. Hàn Lập nói tiếp, trong mắt tử linh mơ hồ hiện lên ngân ngấn nước, khẽ gật đầu một cái. Ta không ở bên cạnh ngươi, nếu như gặp chuyện gì khó khăn không thể giải quyết, không nên bướng bỉnh, nhớ rõ nhờ giải đạo hữu giúp đỡ. Hàn Lập lần nữa dặn dò, hai người trò chuyện riêng tư một hồi lâu, mới trở về. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên không thấy vậy, cất bước đi tới. Hàn Đạo Hữu tiến vào tích lân không cảnh đến nay, may mắn có người tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích lần này ta tới đây, cũng giống như tử linh đạo hiếu, chỉ là muốn cáo biệt ngươi, tạm thời ta không có ý định ly khai tích lân không cảnh. Thạch xuyên không gật đầu nhẹ với tử linh như đã quen, sau đó nói với hàn lập. Thạch đạo hiếu cũng không định ly khai, hàn lập hơi ngẩn ra, không khỏi sờ lên mũi. Tam ca hôm nay đã không thể tiến nhiệm, thực lực của ta vẫn yếu như cũ. Nếu giờ phút này ta phản hồi dạ dương vương triều bị những người khác ức hiếp, không bằng lưu lại ở nơi đây tu luyện. Dù sao có quan hệ với hàn đạo hữu ngươi, ta sinh hoạt ở chỗ này rất là thoải mái. Thạch Xuyên không cười nói, cũng tốt, vậy tử linh liền nhờ cậy ngươi chăm sóc rồi. Hàn Lập gật gật đầu, hôm nay giải đạo nhân đối địch với ma chủ, Thạch Xuyên không lưu ở nơi đây, không biết là xuất phát từ tự nguyện hay là bị bức hiếp. Mặc dù hắn và Thạch Xuyên không là bằng hữu nhưng quan hệ với giải đạo nhân càng sâu, hơn nữa hôm nay đã kết minh cùng gã, những chuyện này vẫn không nên hỏi đến. Tử linh đạo hữu hôm nay đã là đại hồng nhân khôi thành đâu cần ta chăm sóc những năm gần đây, ngược lại là ta may mắn được tử linh đạo hữu chiếu cố đấy. Thạch Xuyên không cười ha ha một tiếng, Thạch đạo hữu nói quá lời, ngươi là bằng hữu của Hàn Huynh, đương nhiên cũng là bằng hữu của ta. Hơn nữa, ngươi là thập tam hoàng tử giả dương vương triều, ngày sau ra tích lân không cảnh, có thể sẽ có không ít chuyện phải nhờ Thạch đạo hữu. Tử linh cười nói, chuyện đó đương nhiên, Thạch Xuyên không vỗ ngực nói ra, Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm cũng hơi an tâm. Nếu vậy, ngày sau tử linh ra tích lân không cảnh tới ma vực, đều sẽ có người chiếu cố. Ta đi đây, sau này ngươi nhớ bảo trọng, bờ môi hàn lập khẽ nhúc nhích, truyền âm với tử linh. Bảo trọng, tử linh truyền âm trả lời, hàn đạo hữu ta nghe tử linh đạo hữu nói, sau khi ngươi ly khai tích lân không cảnh, rất nhanh sẽ phản hồi tiên vực, ta ở chỗ này, không cách nào giúp ngươi một tay rồi. Lại nói, lúc trước hứa hẹn thù lao cho ngươi, hôm nay hầu như một cái cũng không có, thật là làm cho tại hạ hổ thẹn. Thạch Xuyên không thở dài, nói ra: "Thạch Đạo Hữu nói quá lời, ngươi giúp ta tìm được Tử Linh đã đủ rồi, sự tình khác chính ta sẽ nghĩ biện pháp là được." Hàn Lập khoát tay áo nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, sắc mặt hơi dễ nhìn hơn một chút. "Đúng rồi, trừ hai người bọn ngươi ra, những người khác nơi đây đều sẽ truyền tống về thánh vực à?" Hàn Lập quét nhìn những người khác một cái, truyền âm hỏi. "Không sai, Giải Đạo Hữu tựa hồ có kế hoạch gì đó." Tử Linh nói ra, Hàn Lập nghe vậy chậm rãi gật đầu. Ba người nói chuyện phiếm chốc lát, giải đạo nhân bên kia tựa hồ đã chuẩn bị xong, gọi Hàn Lập đi qua. Hàn Lập và đám người xa tâm rất nhanh leo lên truyền tống pháp trận. Giải đạo nhân không có bước lên, trong miệng lẩm bẩm, tay điểm một cái. Truyền tống pháp trận tỏa ra hào quang hai màu kim bạch chói mắt, vòng xoáy không gian phía trên chuyển động nhanh hơn, rất nhanh hiện ra một không gian thông đạo đen kịt. Một cỗ lực hút không gian to lớn từ trong không gian thông đạo phát ra, bao phủ đám người Hàn Lập. Hàn Lập đưa mắt nhìn về phía tử linh, ánh mắt hai người tiếp xúc. Sau một khắc đám người Hàn Lập vèo một tiếng, bị hút vào trong không gian thông đạo, biến mất vô tung. Thân thể tử linh khẽ run lên, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn nơi thân ảnh kia biến mất, phảng phất toàn thân ngây ngốc tại chỗ. Trên không một khu rừng rậm trong một man hoang ở ma vực, một đoàn bạch quang trói mắt đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng mở rộng ra, trong nháy mắt hình thành một bạch sắc quang cầu to hơn 10 trường. Bên trong quang cầu không gian cuồn cuộn kịch liệt, mấy hơi thở sau, xoẹt xoẹt một tiếng, nứt ra một cổng không gian đen kịt. Sau một khắc, hai mươi mấy bóng người từ trong cổng không gian lần lượt phi ra, mới đầu còn hơi hỗn loạn, rất nhanh tất cả mọi người ổn định. Chính là đám người Hàn Lập, Sa Tâm. Hàn Lập cảm thụ thiên địa linh khí chung quanh, còn thấy không gian áp bách chi lực đã biến mất, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, những người khác cũng đều giống như vậy. Hàn Lập hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thần thức khuếch tán ra chung quanh, dò xét địa hình, xác định vị trí nơi đây mấy hơi thở sau đuôi lông mày hắn khẽ động tựa hồ có phát hiện hàn đạo hữu thiếp thân được chủ nhân giao phó có một số việc cần làm lúc này liền cáo từ sau này còn gặp lại sa tâm chắp tay với hàn lập sau đó không đợi hàn lập trả lời liền dẫn những người khác ly khai về một hướng bộ dạng vội vội vàng vàng hàn lập thấy cảnh này trong mắt chấp lên hào quang hắn cũng không dừng lại lâu hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh bay về phía xa, trong nháy mắt liền biến mất vô tung